Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay cũng là ngày thứ sáu trong bảy ngày khóa tu địa tạng đặc biệt của đạo tràng chúng ta, nhằm để tri ân báo ân những bậc có công với quốc gia dân tộc đất nước trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như là thời bình hiện nay. Đặc biệt trong khóa tu này, chúng ta cùng nhất tâm để cầu nguyện, thắp nén tâm hương, tri ân, cầu nguyện cho anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sớm được hội nhập Sa Bà, tiếp tục dẫn dắt, lãnh đạo, chỉ đạo đất nước Việt Nam chúng ta được phát triển ngày càng vững mạnh. Hôm nay thầy không giảng trực tiếp tại hội trường cho đạo tràng chúng ta được. Thầy giảng trước nhờ các vị ban truyền thông của chùa quay lại để phát trực tiếp cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Vì sáng nay thầy phải đi với đoàn của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội để tới thắp hương tưởng niệm trước linh cữu của cố Tổng Bí thư. Vì vậy mà thầy giảng trước nhờ ban thông tin quay lại và phát trực tiếp cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần được mất trong việc trợ niệm mà Tổ đã giảng cho chúng ta nghe đối với các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào lời sau cùng của Tổ chỉ dạy cho hậu học chúng ta ở trong bộ niệm Phật thập yếu này. Và chúng ta sẽ nhất tâm để cùng nhau lĩnh thụ những lời vàng ý ngọc của Tổ, để cùng nhau tu tập tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh
phát nguyện sớm được sinh về cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Về lời sau cùng của tổ, chúng ta thấy tổ dạy như thế này: người xưa bảo chữ thư nghi tại vân niên. Đây là ý nói viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót. Mong xong, vì cấp thiết trong sự lợi lạc quần sinh, lại chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắng gượng xin đem chút ngu hành hiến dâng hành thức giả. Đây tuy nói là chữ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật. Ý kiến của chư tổ cùng các bậc thiện tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Qua phần nguyên văn mà tổ nói ở trong lời sau cùng của bộ Niệm Phật Thập Yếu này, chúng ta thấy là tổ có nói là người xưa nói viết sách phải đợi đến lúc tuổi già thì nó mới có những cái kinh nghiệm, có cái sự chín chắn. Có cái sự từng trải mình đã đi qua ở trong đó, đó viết sách, viết chuyện gì đó thì nó sẽ được hay hơn, nó sâu sắc hơn, nó phong phú hơn, vân vân. Nhưng ở đây tổ nói là tuy nhiên, bút giả đây là chỉ cho tổ đấy. Tổ nói là bút giả chưa phải tuổi đã muộn, đã già muộn, tức là tuổi chưa cao, chưa già. Chỗ kinh nghiệm mà tổ rất là gọi là khiêm tốn, khiêm cung hạ mình. Tổ rất khiêm tốn nói rằng chỗ kinh nghiệm mà còn nhiều thiếu sót. Nhưng xong vì cái việc cấp thiết lợi tha, tức là vì muốn nhanh chóng đem cái lợi ích đến cho mọi người, cho chúng sinh, cho nhân loại, cho nên mới gắng để viết bộ luận này. Và lại tổ cũng nói là chẳng biết là vô thường nó đến ngày nào. Vì Đức Phật nói vô thường nó đâu có phải là hẹn đến bao nhiêu tuổi nó mới đến bắt đâu, nó mới lôi chúng ta đi đâu. Nhiều người đang khỏe mạnh hôm nay, ngày mai đã báo tử mất rồi. Còn nhiều người thì có thể tưởng ốm đau, tưởng chết nhưng mà họ vẫn tai qua nạn khỏi, vẫn vượt qua, vẫn sống lâu đến vài chục tuổi nữa. Cho nên nó chẳng biết thế nào được. Có những người đang khỏe mạnh, nhìn như lực sĩ, đùng một cái là bảo chết. Còn có những người ốm đau quặt quẹo thì khi họ thọ đến 70-80 tuổi, đến cả 100 tuổi. Cho nên vô thường, chúng ta thấy là nó không có hẹn bất cứ một ai. Hiền ngu, già trẻ, gái trai,
vô thường không hẹn bất cứ một ai vào một kỳ nhất định nào đó. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật mới nói hít vào không thở ra nữa, tức là gì? Là chết rồi, tức là vô thường đấy. Cho nên tổ nói là thứ nhất thì tổ chưa phải là người quá cao tuổi, chưa phải là người tuổi đã già, chỗ kinh nghiệm thì cũng còn ít. Xong vì cấp thiết cái việc sinh tử của đại chúng, vì cái việc lợi ích cho tha nhân, cho tăng ni Phật tử hậu học cả chúng ta, cho nên tổ mới gì, mới gọi là gắng gượng đem chút cái ngu hành, đem chút cái gì ngu hành là gì, ý là các tổ nói các cụ tự gọi là khiêm cung ấy, tự hạ mình xuống gọi là ngu hành, tức là kẻ ngu này thực hành được một chút ít công phu niệm Phật nay đem lại để dâng lên các bậc thức giả. Thức ở đây là chỉ cho các bậc thiện tri thức, những bậc có trí tuệ lớn, có tư tưởng lớn. Còn giả ở đây là gì? Giả ở đây là chỉ cho người, chứ giả ở đây là chỉ cho người đại từ thay thế. Thế giả đây là đại từ thay thế. Trong tiếng Hán, ngữ pháp nó là đại từ thay thế. Nó chỉ cho gì? Chỉ cho người, chỉ cho con người. Mà cụ thể là chỉ cho tăng ni Phật tử, người học Phật chúng ta. Những bậc thức giả là những gì? Những người có trí tuệ, những người, những tầng lớp trí thức ở trong cái xã hội học Phật, nghiên cứu Phật Pháp và tu theo Phật Pháp. Ở đây chúng ta thấy tổ tự nhận mình là kẻ ngu hành. Và những lời này là xin gắng gượng để đem dâng lên như bậc thức giả. Thực sự chúng ta học cái bộ luận luận niệm Phật thập yếu này, chúng ta mới thấy không phải là tổ ngu đâu, mà tổ đích thực là một bậc đại trí tuệ. Đích thực là gì? Là pháp thân đại sĩ của chư Bồ Tát Thánh Tăng Tái Lai vậy các quý vị. Hàng phàm phu chẳng thể có những cái tâm trong sáng, thanh tịnh tuyệt vời như thế. Chẳng thể tuôn ra những lời vàng ý ngọc, đem lại lợi ích cho đạo, cho đời như thế. Huống chi là chúng ta thấy cả một đời tu hành của tổ, biết trước cái ngày giờ ngài ra đi trong ngày chính niệm nhẹ nhàng, đi từ chiều đến gần tối. Vị đệ tử, một ni sư lớn, đệ tử lớn tuổi bắt đầu khóc, nghĩ là tổ đi được mấy tiếng rồi, vì tổ vẫn ngồi mà, đi nhưng mà vẫn ngồi các vị nhé, có nghĩa là tĩnh tọa mà thoát hóa, vãng sinh cực lạc. Đấy, chúng ta thấy nhé, tổ là người người thật việc thật, là vị chân tu thạc đức thật sự của thế kỷ 20, mới cách đây vài chục năm thôi các quý vị. Người thật việc thật. Đạo tràng chúng ta cũng có hơn 100 người được cùng với thầy mấy năm trước vào nơi tịnh thất của tổ để đỉnh lễ rồi đấy. Vào nơi tổ xuất gia tu học và hoằng pháp lợi sinh nhập niết bàn vãng sinh rồi đấy. Đấy. Đấy là con người thật việc thật. Cụ gọi là ngồi kiết già mà thị tịch. Thấy tổ ngồi yên lặng từ lúc chưa trưa đến chiều tối. Ni sư đệ tử lớn tuổi tưởng cụ đã đi, cụ tổ đã đi, sư phụ đã đi được mấy tiếng rồi, cho nên nghẹn ngào, nấc lên khóc thành tiếng.
Lúc đấy tổ lại mở mắt ra bảo là tôi đã đi đâu mà khóc, tôi đã chết đâu mà khóc, tôi đã chết đâu mà khóc. Đừng có làm gì náo loạn sự vãng sinh của ta. Nói xong ấy, đến lúc đó tổ mới gì mới thực sự là thoát hóa về Tây. Chúng ta thấy những bậc chân tu họ có thể ra đi tự do tự tại như vậy. Hôm qua thầy kể câu chuyện một vị cư sĩ nữ đứng và đi. Và hôm nay chúng ta thấy thầy lại nói với chúng ta gì? Tổ là người gì? Ngồi kiết già tính tọa mà đi. Và chúng ta nên tìm đọc cái quyển về lịch sử của tổ mà xem. Nhiều những cái giai thoại về tổ lắm. Khi mà tổ lên trên cái làng tu đó, tổ ẩn tu ở trên đó, ngày xưa nó còn rườm rà cỏ giả cây cối tùm. Chúng ta đọc cái câu chuyện này. Rắn còn đến làm bạn với tổ cơ mà. Có những con rắn to đến hàng vài chục cân. Mà rắn không phải rắn thường mà rắn hổ mang chúa. Rắn độc. Nhưng mà cuối cùng thì lại hộ pháp cho tổ. Cho nên là đạo hạnh của người tu, chúng ta thấy có những cái sự đặc biệt là khác thường mà hàng phàm phu chúng ta không thể nào mà hiểu được, không thể nào mà diễn tả hết được, không thể nào mà có thể mà phân tích được. Đấy là khoa học hay đấy là tâm linh? Bảo là tâm linh thì họ là bảo là mê tín dị đoan, bảo khoa học thì khoa học làm sao mà giải thích. Cho nên là chúng ta chỉ có giữ niềm tin để mà thực hành theo lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư. Khi thực hành được đến một cái mức độ nào đó, chừng mực nào đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái sự vi diệu của Phật Pháp. Cho nên ở đây qua cái đức hạnh khiêm cung của tổ, chúng ta mới thấy rằng chúng ta học được cái gì. Qua hơn 1 năm học cái bộ niệm Phật thập yếu này, tất nhiên không phải là học liên tục, 1 tháng có 2 lần, nhưng mà có những lần thì lại giảng vấn đáp cho bà con nhân dân Phật tử mới đến chùa rồi. Cho nên là chúng ta thấy là trải qua một cái thời gian học tập cái bộ niệm Phật thập yếu này, chúng ta mới thấy cái lời chốt sau cùng của tổ ở bộ sách này, bộ luận này. Chúng ta mới thấy cái đức khiêm cung của tổ. Chúng ta cần phải học cái đức khiêm cung ấy, cái đức kham nhẫn này. Người học Phật mà cứ cống cao ngã mạn là sai rồi, sai bét rồi các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta mấy tháng gần đây có rất nhiều người tự xưng là Phật tử, là bảo vệ chính pháp, nhưng mà họ lên mạng họ chửi ráo hết, từ hòa thượng lớn đến thượng tọa, đến đại đức, đến các quý thầy luôn. Một vài vị tăng làm sai, một số những vị tu sĩ làm sai, họ chửi ráo cả gì tất cả chư tăng. Tăng là ngôi tăng bảo, là một trong 3 ngôi tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. 4 vị tăng sống thanh tịnh hòa hợp, như lý như pháp, cùng chung một chú xứ, mình gọi là cùng chung một ngôi chùa hay là một tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đó, để cùng nhau tu tập. 4 vị tỷ kheo hoặc 4 vị tỷ kheo ni chung sống với nhau trở lên để cùng nhau tu tập, đó mới là tăng.
Thể của tăng là thanh tịnh, là đoàn kết, là hòa hợp. Nay chúng ta thấy có một số người họ tự xưng là Phật tử, họ lên mạng xã hội họ chửi bới chư tăng không ra cái gì. Vị nào làm sai họ kêu tên vị đó, thậm chí là đến chùa vị đó mà nói á, thì đấy mới có thể gọi là gì, là bảo vệ chính pháp. Đấy mới có thể gọi là gì, bài xích kẻ giả tu, kẻ gọi là không tu, hay là kẻ phá đạo. Thì đấy mới là Phật tử hộ pháp thật sự. Ở đây lên mạng chửi tất tần tật luôn, từ già đến trẻ, thậm chí đến đức pháp chủ cũng bài xích, cũng thóa mạ, cũng chửi bới như vậy. Thì chúng ta thấy đấy, nếu mà xưng là Phật tử thì các vị nghĩ đi, đó có phải là Phật tử thật không? Chúng ta thấy đây, tổ đây, cụ tu như thế mà cụ còn nói là mình là gì? Là kẻ ngu hành. Đối với trí tuệ thì tổ xưng mình là kẻ ngu, đối với sự thực hành thì tổ nói là mình gì? Mình thực hành, sự thực hành còn yếu kém. Đấy, ngu và hành được như tổ mà biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh, điềm lành tiếng lạ hiện ra rất nhiều sau khi tổ vãng sinh. Chúng ta đọc cái câu chuyện của tổ mà xem. Nay chúng ta đã tu được cái gì chưa? Chúng ta đã chỉ trai dĩ giới tốt chưa? Năm giới mình đã làm tốt chưa? Thậm chí xin thưa các vị là quy tam bảo mình đã làm tốt chưa? Mình là bảo là đệ tử Phật, mình là Phật tử, mình quy tam bảo rồi, thì mình hiểu thế nào là tam bảo chưa? Nếu hiểu tam bảo thì đâu mình đi tự mình đi phá pháp như thế, phá kiến như thế, phá tín tâm của chúng sinh như thế. Các quý vị nên xem xét lại. Nếu như ai đang đi vào cái guồng xoáy đó thì nên xem xét lại, nếu đó là một Phật tử. Còn không phải là một Phật tử thì chúng ta cũng tùy duyên thôi. Thì chúng ta có cấm được ngoại đạo, có cấm được những người không theo tín ngưỡng tôn giáo, không theo đạo Phật, chúng ta báng bổ bài xích tăng ni Phật tử ở chúng ta đâu. Nhưng còn nếu là một Phật tử, các vị tự cho mình là một Phật tử, thì các quý vị hãy xem lại những hành động, những ngôn ngữ của mình, xem mình hành xử có đúng hay chưa. Chúng ta đừng đánh giá một ai đó trên một vài câu thoại cắt ở trên YouTube. Trên Facebook hay là trên mạng xã hội. Mà chúng ta phải nhìn nhận thật sâu, thật kỹ. Chúng ta thấy ở trong Phật Pháp có những vị tăng, những vị thánh tăng họ sau khi tu chứng họ lại thực hành cái hạnh gọi là nghịch hạnh. Các vị xem cái bộ phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Tế Công Hoạt Phật đấy. Ngài thực hành cái nghịch hạnh. Ngài ăn thịt uống rượu từ lưa hết à. Nhưng mà Ngài chính là một vị thánh tăng, hóa thân của hàng long La Hán, chuyển thế giáng phàm để phổ độ chúng sinh. Vì ở vào thời mạt pháp, cho nên hàng long La Hán Ngài phải gì? Ngài phải ẩn cái chính hạnh của mình để hiện ra cái gì? Giả cái ác hạnh, ác tăng.
Nhưng mà chúng ta thấy yêu ma quỷ quái chả có vị nào có thể qua được mắt Ngài. Chả có vị nào có thể vượt qua được công đức và thần thông của Ngài. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta thấy rằng cũng có một số vị cho dù là nó hãn hữu đã thực hành các ngài gọi là lấy nghịch hạnh để hộ trì Phật Pháp, để hoằng dương Phật Pháp. Tất nhiên cái này là chỉ có những vị mà chứng đắc thánh quả A-la-hán trở lên mới làm được cái đó nhé. Còn phàm phu tăng chúng ta hay là phàm phu Phật tử chúng ta, tín đồ Phật tử chúng ta, còn là phàm phu mà học theo cái hạnh của tế công là chúng ta hỏng bét rồi. Chúng ta đọa địa ngục A Tỳ còn nhanh hơn tên bắn cả quý vị. Chúng ta làm phàm phu thì phải gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Ba nghiệp thân, khẩu, ý chúng ta đều phải tu. Cố gắng tu lấy 10 nghiệp thiện nơi thân, khẩu và ý. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời đôi chiều và không nói lời hung ác. Ý thì không tham lam, sân hận và ngu si để cho họ dẫn dắt chúng ta. Cho nên bốn nghiệp nơi khẩu, chúng ta nếu đã là một Phật tử, các quý vị xem những lời phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng chư tăng. Phật Pháp có thể các vị không phỉ báng, nhưng chư tăng các vị phỉ báng ráo hết. Vì một vài những vị tăng gọi là lệch lạc về thuyết giảng, lệch lạc về đời sống sinh hoạt ở tu hành. Các vị nghĩ tất cả chư tăng như thế hay sao? Thấy những vị tăng nào lên trên bục giảng, có thể chưa nghe hết một bài giảng, một phần ba bài giảng của các vị ấy, đã nhắn tin chửi thằng chọc, thằng lú, hay thằng ăn hại, hay là thằng ăn bám, hay là thằng thợ tu ấy này nọ kia rồi. Khẩu nghiệp quá. Các vị nếu phải thực sự là đệ tử Phật, các vị nghĩ xem những phát ngôn của mình, những ác tâm của mình, những ngón tay mình đánh vào trong cái chiếc phím điện thoại, chiếc phím của bàn phím vi tính, rồi bấm đăng lên cho mọi người xem, mọi người đọc, cho đó là một thành tích hộ trì chính pháp của mình. Đúng hay không các quý vị nên tư duy, nên suy nghĩ sâu thêm một chút. Chúng tôi không dám trách mắng gì các quý vị. Chúng tôi chỉ nói những điều đó ra để các quý vị xem. Nếu thực sự các vị là một Phật tử thì mình đã tu đúng chưa? Nếu bảo là cái việc các vị đang làm là hộ trì Phật Pháp, là bài xích sàm tăng, hay là ác tăng, hay là ma tăng gì gì đó, thì nó có phù hợp chưa? Mà xem cái những các vị đã và đang làm đó, nó đem lại lợi ích nhiều hơn hay là hại, tác hại nhiều hơn. Nếu các vị cảm thấy lợi ích nhiều hơn thì các vị cứ làm. Còn nếu mà thấy nó có hại thì nên dừng lại. Còn các vị thấy một số những vị nào đó mà họ lệch chuẩn, có thể là gì? Nó tiến đến cái đoạn gọi là suy đồi về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất của người xuất gia. Các vị làm công văn, làm đơn ký gửi thẳng lên Ban trị sự Phật giáo,
cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí là cấp trung ương, gửi cho cả công an, gửi cho cả ban tôn giáo cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương để kiến nghị xử lý. Các vị làm như thế đi, ký đơn vào đó. Làm được như thế mới gọi là gì? Nếu mà thực sự những vị tu sĩ kia mà có tội, mà sai, các vị có những bằng chứng, có những bằng chứng và cái đầy đủ, các vị cứ như thế gửi thẳng lên. Các vị gửi lên mà giáo hội không giải quyết, các cấp chính quyền quản lý nhà nước không giải quyết, thì khi đó các vị mới nói là Phật pháp không nghiêm, giáo hội bao che, hay là chính quyền bao che thế này thế nọ thế kia. Này các vị lên mạng các vị chửi tất cả luôn, thế thì vơ đũa cả nắm như thế thì thực sự làm cho Đức Phật rớt nước mắt vì các vị, làm cho các hòa thượng, các bậc chân tu vì đạo pháp, vì dân tộc rớt nước mắt vì các vị. Mấy hôm trước tôi đi họp gặp mấy cụ hòa thượng lớn, các cụ ấy buồn, các cụ ấy nói là pháp nạn của nhà Phật ở chúng ta. Nhìn các cụ nói mà các cụ rơm rớm nước mắt, mà thực sự mình cũng chẳng biết làm sao. Các quý vị nghĩ đi xem, nếu các vị là một Phật tử, tại sao không học theo cái hạnh của Phật, của Tổ, khiêm cung hạ mình, tôn trọng người khác, để hộ trì Phật pháp. Còn nếu thực sự muốn bài xích những kẻ giả tu, những kẻ ác tăng ở trong cửa Phật, các vị có thể đấy làm đơn đã ký tên vào đó, gửi thẳng lên các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và các ban trị sự từ cấp huyện đến cấp tỉnh và cấp trung ương. Chắc chắn nếu như lời nói của các vị là đúng sự thật, có bằng chứng, chắc chắn các cơ quan chức năng nhà nước và các cấp giáo hội sẽ giải quyết theo đúng là luật Phật, theo đúng quy định ở pháp luật. Đấy mới thực sự là bảo vệ Phật pháp. Đấy mới thực sự là các vị giúp cho Phật giáo được hưng long, được trường tồn lâu dài mãi mãi vậy. Còn chúng ta cứ lên mạng xã hội, chúng ta nói ráo như vậy, làm cho nhiều người đang khởi được một chút tín tâm thì mất đi tín tâm. Làm cho nhiều người đang có tín tâm thì lại giảm đi tín tâm, thậm chí là mất hẳn tín tâm. Thực sự đây chính là gì? Trùng sư tử nhục như trong kinh Đức Phật dạy trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Đấy, trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật nói, giáo pháp của Ngài không có kẻ ngoại đạo nào phá được, chỉ có những người ở trong đạo mới phá được. Trong đạo xuất ra thì một số, một vài con sâu, nó làm dầu nổi canh, nó làm hỏng Phật pháp. Còn tại gia chúng ta thì đấy, chúng ta thấy bây giờ nhiều người cứ xưng là Phật tử,
mà không biết họ có phải là Phật tử thật hay không, chúng ta cũng không biết luôn. Nhưng mà nhìn trên cái bình luận của họ cứ để ảnh Phật và để ảnh Bồ Tát, để ảnh Thánh Tăng, hoặc là để ảnh họ đi chùa vào đó. Họ đang lễ Phật vào đó, họ xưng là Phật tử. Không biết họ phải Phật tử thật không. Nhưng mà chúng ta thì cứ vào là chia sẻ, xem và chia sẻ. Và bắt đầu là cho thêm một vài câu bình luận vào đó. Dần dần nó thành gì? Nó thành cái làn sóng, nó thành bão mạng. Và tự mình hủy hoại chính Phật Pháp nước nhà. Chúng tôi nói như thế này chắc chắn cũng có nhiều người họ không đồng ý, không đồng tình đâu. Nhưng mà các vị cứ thực tu, thực học. Thực học, thực tu. Qua những lời sau cùng của Tổ, ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, Tổ là một bậc chân tu như thế mà còn tự nói rằng mình là kẻ ngu hành. Tuổi cụ đã trên 60, 70 rồi mới viết quyển luận này. Tổ còn nói rằng, Tổ còn nói là tuổi mình còn trẻ, chưa đủ chín chắn. Đấy. Tại sao chúng ta không học cái đức khiêm cung ấy? Tại sao chúng ta không học cái hạnh hoằng pháp lợi sinh của Tổ ấy để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai? Đây là một cái điều hết sức tế nhị trong cuộc sống. Nếu các Phật tử chúng ta mà không nắm bắt được, chúng ta rất dễ bị cái làn sóng của kẻ ngoại đạo. Nó mượn danh Phật giáo, mượn danh Phật tử chúng ta. Nó làm mất sự đoàn kết ngay trong nội bộ của Tăng Ni với Tăng Ni, ngay trong nội bộ của Phật tử với Phật tử, ngay trong nội bộ của Tăng Ni với Phật tử, Tăng Ni Phật tử với nhân dân, Tăng Ni Phật tử với các tôn giáo khác, Tăng Ni Phật tử với gì? Các cấp quản lý chính quyền của nhà nước. Nó làm cho rối tung rối mù hết cái nền văn hóa đạo đức của quốc gia lên. Không ai chịu nghe ai. Nếu không có điểm dừng thì đương nhiên là sẽ chiến tranh gì? Chiến tranh tôn giáo, chiến tranh nội chiến giữa phe này phái nọ, giữa tôn giáo này tôn giáo nọ, rất là nguy hiểm. Chúng ta không biết trân trọng lấy những gì mà chúng ta đã và đang có này hay sao? Chúng ta biết là chúng ta có những ngày hôm nay có cơm ăn áo mặc dư thừa như thế này, đầy đủ như thế này, dư thừa như thế này. Cha ông chúng ta đã đổ biết bao xương máu để cho chúng ta được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thái bình, thịnh trị như thế này. Chúng ta không biết trân trọng, không biết bảo vệ, không biết giữ gìn, lại tự mình đi dẫm đạp lên những cái ước nguyện của cha ông chúng ta, đó là mong cho chúng ta được thái bình, được thịnh trị, được cơm no áo ấm, thì quả thật là có tội với tổ tiên, có tội với những người đã ngã xuống vì quốc gia, vì đất nước, vì dân tộc này. Các vị cứ nghĩ đi, cái tốt chúng ta không học, cái tốt chúng ta không nói, chúng ta nói xấu người khác nhiều nó thành quen, ngày nào lên mạng cũng đi nói xấu người khác nó thành quen, tại sao chúng ta không đi tìm những cái tốt mà nói, những tấm gương, những người tốt việc tốt, những người ngày đêm
chăm sóc các cụ già, các em nhỏ tật nguyền ở các trại trẻ mồ côi hay trại dưỡng lão. Tại sao không đến đó để nói về những tấm gương người tốt việc tốt ở đó để khuyến thiện cho thế gian, cho đất nước, cho lớp lớp dân tộc, lớp lớp con em chúng ta ở đất nước này? Tại sao chúng ta không đi theo các đoàn từ thiện xã hội, các tổ chức chính trị tôn giáo làm các công việc từ thiện xã hội, giảm bớt đi gánh nặng cho những người thiếu may mắn, kém may mắn, họ còn thiếu ăn, thiếu mặc, còn nghèo, còn khổ, để chúng ta khuyến thiện cho những người giàu sang phú quý cùng biết xả hằng tâm hằng sản, bỏ bớt tiền tài của cải của mình ra để đi giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ người khổ, giúp đỡ người khó khăn. Cũng là lên trên mạng xã hội, nhưng tại sao không cùng nhau đi làm những việc đó? Mà lại suốt ngày lên mạng lại chửi. 10 ngày lên mạng thì 10 người chửi, 10 ngày chửi. 100 ngày lên mạng thì 100 ngày chửi. Các vị cứ vào xem mà xem. Có một số vị cứ lên mạng lại chửi. Và cũng chẳng biết rằng cuộc sống của họ nó như thế nào. Các vị đó không biết họ có nghĩ là một ngày nào đó những hàng xóm của các vị đó là bóc phốt mình như thế nào hay sao? Mình đi chửi người ta để làm gì? Chửi để lấy tiền nữa, chửi để câu view, câu like, chửi để lấy tiền nữa. Nếu chửi vì câu view, câu like để lấy tiền, để sinh hoạt, để ăn uống, để nhậu nhẹt, để sinh hoạt, để nuôi vợ con, thì cái đó nếu mà xưng là Phật tử thì chắc chắn không phải là Phật tử rồi. Vậy nếu bảo là một Phật tử, một người yêu đạo, người mến đạo, một người đệ tử Phật tại gia chân chính, bảo vệ chính pháp, mà kiếm miếng cơm manh áo như vậy để nuôi thân, nuôi vợ, nuôi con thì không phải là chính nghiệp rồi, cũng không phải là chính ngữ rồi. Chúng ta mở miệng là người khác là chửi, đâu phải là chính ngữ. Nhiều người vào xem để câu view, câu like, để có tiền, để kiếm tiền, để nuôi vợ, nuôi con, nuôi bản thân, thì đấy đâu phải là chính nghiệp. Nếu các vị bảo là các vị là đệ tử Phật, đệ tử tại gia của Đức Phật, đang bảo vệ chính pháp, thì các vị nghĩ xem việc đó có đúng hay chưa? Hay là chúng ta đang bị cuốn vào cái vòng xoáy của những kẻ ngoại đạo, những kẻ phá đạo? Họ đưa ra một vài cái mẫu tu điển hình nào đó và họ so sánh, và họ nói rằng phải như thế mới là tu, còn không như thế không phải là tu. Xin lỗi các quý vị, trên thế giới này chúng ta thấy không, Đảng Cộng sản cũng đem lại lợi ích cho người dân, mà cụ thể là dân tộc Việt Nam chúng ta, dân tộc Trung Quốc, dân tộc Cuba, dân tộc Triều Tiên, dân tộc Liên Xô trước đây, và một số quốc gia theo Cộng sản ở trên thế giới trước đây nữa. Đảng Dân Chủ, khi mà vị Tổng thống của Mỹ lên nắm quyền là người của Đảng Dân Chủ, thì chúng ta thấy Đảng Dân Chủ đem lại lợi ích cho nước Mỹ. Nhưng khi mà một vị Tổng thống theo Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền nước Mỹ, thì chúng ta thấy làm Tổng thống nước Mỹ, chúng ta thấy đấy, Đảng Cộng Hòa đã đem lợi ích cho người dân Mỹ. Và chúng ta thấy trên thế giới này có rất nhiều đảng phái khác nhau. Ấy, không phải là trên thế giới này chỉ có Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng sản và Đảng Dân Chủ đâu các quý vị. Nhiều lắm, nhiều thứ đảng lắm. Nào là Đảng Dân Tiến, nào là Đảng Vì Dân, nào là Đảng Cứu Quốc, nào là Đảng ABC, nhiều lắm. Vậy chúng ta thử đưa ra một bài toán. Các quý vị hãy cứ từ từ suy nghĩ một chút.
tư duy một chút, nếu là một cư sĩ, nếu là một Phật tử đã quy tam bảo, các vị nán lòng suy nghĩ một chút. Chúng ta thấy trên thế giới này, ông Cộng Hòa và ông Dân Chủ của Mỹ, tức là hai cái đảng này đó, chúng ta thấy họ còn chẳng ngồi được với nhau, mặc dù họ ở chung một quốc gia, đúng không? Chúng ta thấy mỗi khi tranh luận để bầu tổng thống của nước Mỹ, chúng ta thấy gì? Thường là hai vị đại diện cho mỗi vị một đảng, một vị đại diện cho đảng Dân Chủ, một vị đại diện cho đảng Cộng Hòa, lên tranh luận, thậm chí là tranh luận trực tuyến cho cả thế giới xem. Họ bài xích nhau, họ bới móc những lỗi lầm của nhau và của các đảng phái đối lập nhau, tức là đảng Cộng Hòa thì bới móc cái lỗi của đảng Dân Chủ và đảng Dân Chủ lại ngược lại bới móc đảng Cộng Hòa. Và đảng nào cũng nói chỉ có tôi mới đem lại được cho nước Mỹ, lợi ích cho nước Mỹ và phát triển nước Mỹ, làm hưng thịnh nước Mỹ, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy không? Trong một quốc gia, hai đảng phái lớn nhất của nước Mỹ, chúng ta bây giờ cứ cho nước Mỹ là một nước giàu và đang thịnh vượng nhất thế giới, đang dẫn đầu thế giới về nhiều mặt đi. Nhưng chúng ta thấy hai tổ chức đảng lớn, đảng phái lớn của nước Mỹ đã còn không ngồi được với nhau. Vậy thì chúng ta gì? Chúng ta theo yêu dân chủ, theo đảng dân chủ thì chúng ta sẽ cho là gì? Dân chủ là đúng. Nếu chúng ta theo gì? Tôi lấy ví dụ là người Mỹ đi, theo gì? Nếu chúng ta mà theo gì? Theo đảng Cộng Hòa và cho Cộng Hòa là đúng thì đương nhiên chúng ta sẽ ủng hộ Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta biết, từ hàng trăm năm nay, hơn trăm năm nay, hai đảng phái lớn nhất của nước Mỹ là Cộng Hòa và Dân Chủ cứ thay nhau để lên làm Tổng thống, để lãnh đạo đất nước. Nếu mà Dân Chủ là sai thì Cộng Hòa sẽ lãnh đạo mãi chứ. Nếu Cộng Hòa là sai thì Dân Chủ sẽ lãnh đạo mãi chứ các quý vị. Cho nên cái sai, cái đúng, cái được, cái mất, nó chỉ là gì? Cái từ xuất phát từ cái nhìn nhận và cái sự yêu ghét của chúng ta mà thôi. Cái sự tin hay là không tin, theo hay không theo của chúng ta mà thôi. Yêu thì chúng ta cho là tốt, ghét thì cho là xấu. Tin thì chúng ta gì? Chúng ta theo, mà không tin thì chúng ta quay lưng. Thích thì chúng ta khen, ghét thì chúng ta gì? Chúng ta chê. Lẽ thường tình. Nhưng mà đấy là người ngoài đời. Người không phải là đệ tử Phật thật sự. Ví dụ họ không theo một tôn giáo nào, hoặc là theo các tôn giáo khác, họ bài xích, họ chửi bới chúng ta thì kệ họ. Nhưng mà chúng ta tự chửi bới, tự lăng nhục, hủy mạ đạo pháp của chúng ta thì quả thật là phải xem lại, xem mình đã tu thật sự ở trong tâm hay chưa, tu thật sự ở trên lời nói, trên khẩu nghiệp của mình hay chưa. Các quý vị nên bình tâm suy nghĩ một chút xíu, chớ có ngã mạn vọng ngôn. Một lúc nào đó phúc báo ở kiếp trước và kiếp này gieo tạo được một chút, đốt sạch sành xanh đi rồi khổ báo đến ăn năn hối hận là không kịp. Chúng tôi nói sự thật đấy. Mới sáng ngày hôm qua, chiều hôm qua thầy ra ngồi ở ngoài chỗ phòng bảo vệ, chỗ chú Vịnh, ở chỗ phòng bảo vệ, các vị ra đến chùa Khai Nguyên hỏi chú ấy nói cho. Chú bảo là có một bà Phật tử đến đây tìm thầy mấy lần rồi để mong gặp thầy để được sám hối. Nhưng mà bà, cái duyên bà thế nào, bà đến mấy lần rồi, đi qua đây mấy lần mà vẫn không gặp được thầy.
Mọi người cứ bảo mà thỉnh thoảng thầy hay ra ngồi ở ngoài chỗ phòng bảo vệ. Nhưng bà ghé ra đây mấy lần rồi không gặp được thầy. Thầy hỏi là bà gặp để làm gì mà tìm đến mấy lần. Chú ấy bảo là bà ấy bảo là hôm đến pháp hội lần trước, bà cũng ở như hàng nghìn Phật tử ở trong đạo tràng, cũng ngồi cũng đứng để cung nghênh thầy và các sư lên pháp tòa, lên khóa lễ. Thế lúc thấy thầy đi qua, tự nhiên bà ngóc đầu lên và nhìn thấy thầy đi qua, bà ấy khởi được cái tâm. Bà khởi cái tâm thôi nhé. Bà khởi cái tâm vào cái ông sư này, làm sao mà béo như con lợn thế? Đây là nguyên văn chú Vịnh chú nói với thầy là bà ấy khởi cái tâm. Thấy chư tăng cung nghinh tăng ni và các thầy lên khóa lễ, bà khởi cái tâm thôi. Cái ông thầy này làm sao mà béo như con lợn thế? Khởi tâm thôi nhá, chưa nói một chút gì cả, chưa nói một câu gì cả, khởi tâm thôi. Mà về nhà mấy tháng nay không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, trằn trằn là chọc chọc, tự nghĩ mình sai. Đến chùa mấy lần là tìm gặp thầy để xin được sám hối, vì khởi cái tâm là thấy thầy đi qua bảo thầy béo như con lợn. Đây khởi trong tâm các vị nhé. Các vị có thể đến gặp chú Vịnh ở bảo vệ ngay tại cổng chùa để hỏi cái câu chuyện này. Thầy cũng không biết vị Phật tử đó là ai mà thầy cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ nghe chú ấy nói là có Phật tử đi tìm thầy để sám hối mấy lần nữa chưa được. Bà ấy đến đây mấy lần mà tìm thầy mấy lần ra đây rồi chưa được. Vì bà bất an từ hôm đó đến giờ hàng mấy tháng nay. Tự nhiên nó bất an, lo lắng phiền não đủ thứ, cho nên là mong đến để được sám hối thầy. Tôi nói câu chuyện này không phải là tôi là một vị thánh nhân, tôi là một người công đức lớn, tôi là một người ai chửi ai nguyền ai rủa tôi thì các vị đều bị quả báo. Không phải đâu, không có, không bao giờ chúng tôi dám vọng ngôn, dám nói những lời sàm sai sự thật như vậy. Đây là những lời thật lòng của chú bảo vệ, chú Vịnh bảo vệ ở cửa nói với chúng tôi có câu chuyện như thế. Cho nên đối với Phật Pháp, các quý vị, nếu cái gì chúng ta chưa thể hiểu được thì cố gắng dành thời gian ra để tìm thầy học đạo, để tư duy quán chiếu, để mình sớm được liễu ngộ, sớm được hiểu ra. Còn mãi mà chưa hiểu thì mình cũng phải khởi cái tâm do mình kém phúc, kém duyên, kém trí tuệ, cho nên học mãi vẫn chưa hiểu được, thì mình lại càng cần phải tinh tiến, là lo tu tập nhiều hơn. Đấy, đấy mới là người tu hành thật sự đó các quý vị. Cho nên chúng ta học ở đâu? Học ngay ở những lời Phật, lời Tổ, học ngay ở những việc làm của Phật, của Tổ, học ngay ở những hạnh thực hành của Phật, của Tổ. Chúng tôi đi tu ở đây cũng học, đã và đang học theo các ngài đó. Chứ còn bảo làm thánh hay chưa thì chắc chắn là chưa. Khẳng định 100% tôi chưa phải là thánh, chúng tôi chưa phải là thánh. Cho nên trong quá trình lên chia sẻ Phật Pháp cho các quý vị cũng có lúc sai chứ. Sai gì? Sai với dấu mốc lịch sử này, sai với địa danh này, hoặc là sai với tên giữa người này và người kia, vân vân và vân vân. Vậy các vị cứ lên nói như thế này các vị mới thấy. Chúng ta đọc sách chứ,
đọc sách chữ viết rõ ràng ra trước mắt con, những lúc còn nhầm cơ mà. Chúng ta phải nghĩ ngay chúng ta thôi. Chúng ta đọc cái sách này, các vị cứ đọc mà xem. Chúng ta đọc một cái văn bản, nó kiểu bay mấy trang giấy thôi. Nếu chúng ta chưa đọc lần nào á, chưa tập duyệt trước á, nó còn sai còn vấp khá nhiều. Tập duyệt rồi đọc đi đọc lại, tập duyệt mấy lần lên lên đọc còn sai. Chúng ta thấy có những lúc mà tổng thống Mỹ lên nó phát biểu thì còn sai sai bét thôi. Sai kính thưa ngài tổng thống Ukraine thành ngài tổng thống gì Putin của nước Nga đấy. Mà những người họ lên làm được cái chức vụ đó thì đương nhiên họ phải có trí tuệ, phải có phúc báo và có đủ thứ chứ các quý vị. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng ở trên bục giảng hay là ở trên một cái diễn đàn nào đó nhất thời cũng có lúc phải sai chứ. Chỉ có Phật Bồ Tát mới không sai thôi. Còn phàm phu chúng ta không ai dám khẳng định mình không sai được, kể cả các quý vị suốt ngày lên chửi người khác là ngu si, là thế này thế nọ thế kia, nhưng chúng ta vẫn phải là trí đâu. Cho nên cái điều này, nếu thực sự là một người Phật tử học đạo ở chân chính, chúng tôi tha thiết mong rằng các quý vị nên nên bình tâm lại để tư duy, để suy nghĩ xem giữa cái lợi và cái hại cho đạo pháp, cho Phật giáo Việt Nam, cho sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam của chúng ta nó được nhiều hay là mất nhiều. Nếu được nhiều thì các quý vị cứ làm. Còn nếu mà mất nhiều hơn được thì mong rằng các quý vị nên xem xét. Chớ vì một vài cái lợi lộc ở trước mắt, chớ vì tiếng khen của một số người mà chúng ta làm mất niềm tin của không biết bao nhiêu người đã và đang có tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp. Còn bảo tu như các sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là sai hết á, xin lỗi các quý vị. Nếu mà tu như vậy là sai á, thì hơn 2.000 năm nay Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, vân vân, đều ở sai hết. Nếu các vị cho là sai thì các bậc tổ sư tu hành chứng đắc đại thánh quả A La Hán, thậm chí thì thành đại Bồ Tát khắp các quốc gia theo Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo đại thừa của chúng ta này là sao đấy? Chúng ta xem nhé. Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân, Ngài Trần Na, vân vân, đều là những vị Bồ Tát, đều là những vị thiền sư, đều là những vị đại luận sư của Phật giáo ở Ấn Độ. Ngài Bát Nhã Đa La và Ngài Bồ Đề Đạt Ma đều là những vị thiền sư danh tiếng đắc được chân truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca truyền cho Ma Ca Diếp, Ngài Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần xuống cho đến tổ thứ 28 là Ngài Bát Nhã Đa La. Tổ thứ 20, 27 xin lỗi, tổ thứ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài tổ 27 truyền cho tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho tổ Tuệ Khá. Tổ Tuệ Khá truyền cho Tăng Sán truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín này truyền cho Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng, và từ đó thì nở ra năm dòng phát sinh ra năm dòng thiền lớn nữa, làm cho Phật giáo Trung Quốc ấy phát dương quang đại.
phát triển đến cái giai đoạn gọi là cực thịnh của Phật giáo Trung Quốc. Đó là thời Phật giáo thời nhà Đường bên Trung Quốc. Và một thời, nhiều thời gian có những vị cao tăng xuất chúng. Và gần đây chúng ta thấy như là Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Tổ Sư, xa xa hơn nữa thì Hám Sơn Đức Thanh, gần gần hơn nữa thì là Tuyên Hóa Đại Sư. Và gần hơn nữa ở đây ở Đài Loan chúng ta thấy gì? Quảng Khâm Lão Hòa Thượng, rồi Diệu Liên Lão Hòa Thượng, Tinh Vân Lão Hòa Thượng. Chúng ta thấy, chúng ta bảo nếu bảo chùa to Phật lớn không phải là người tu, nhận sự tứ sự cúng dường của đàn na tín thí thập phương không phải là tu, thì chúng ta xem Ngài Hư Vân Đại Sư, Ngài nhận sự cúng dường từ từ Hy Thái Hậu cho đến các hoàng thân quốc thích, triều đại thay đổi đến vận nước đến ba bốn phen, ai lên lãnh đạo đất nước đem lại lợi ích cho dân, hòa bình cho chúng, thì Ngài đều ủng hộ hết. Ngài không theo phe nào, không theo phái nào, không theo đảng phái nào hết. Ngài lúc còn nhà Thanh, nhà Thanh đến xin Ngài làm lễ để cầu phúc cho dân, Ngài lên đứng lên làm lễ. Cầu mưa, cầu tạnh cho dân thì Ngài cũng đứng lên để làm lễ. Rồi đến cái giai đoạn Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, đi đến có gặp bệnh bạch hầu, đến gặp cái nạn bệnh bạch hầu, dân chúng chết nhiều quá. Giữa mùa hè mà phải có tuyết, mà bệnh bạch hầu thì phải có tuyết thì mới gì? Thì bệnh ấy mới khỏi. Nhưng mà tuyết làm sao rơi vào giữa mùa hè? Còn 2 tháng nữa mới đến thì mùa đông, thế lấy đâu là tuyết? Nhưng mà Ngài vì thương dân, thương dân chúng bệnh tật chết chóc lầm than, cho nên Ngài bảo cái vị quan cấp dưới của Tưởng Giới Thạch tắm rửa sạch sẽ, trai giới đàng hoàng, Ngài lên làm lễ 7 ngày 7 đêm để cầu cầu tuyết rơi để chữa bệnh bạch hầu cho dân. Và quả thật sau 7 ngày làm lễ, tuyết rơi giữa mùa hè và bệnh bạch hầu từ đó mà được chấm dứt. Chúng ta đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện hay là Đường Mây Qua Đất Hoa, chúng ta thấy được hành trạng của Tổ. Chúng ta biết là qua cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa, những lời tự thuật của Tổ và đệ tử xuất gia của Ngài ghi lại, sau này chép thành cái bộ Hư Vân Tự Truyện ấy. Đích thân lời của Tổ Hư Vân cụ kể ra, cụ nói rằng cuộc đời của Ngài trùng tu xây dựng và tôn tạo, cả mới cả cũ, cả xây cả sửa là hơn 300 ngôi chùa. Các vị nghĩ xem, vì sao mà Tổ lại phải gian khổ vất vả đến năm 120 tuổi như vậy? Ngài làm chùa cho đến lúc gì? Đến lúc Ngài nhập diệt mới thôi. Làm được chùa này rồi lại bàn giao lại cho các đệ tử, cho những vị tu sĩ khác, lại đi chùa khác lại làm. Cứ chùa nào hỏng hóc và suy sụp, đổ vỡ, hoang tàn
Ngài dân tỉnh thỉnh Ngài đến đó. Ngài lại đến đó lại khuyến hóa lại, quyên góp. Thậm chí có những lúc chúng ta đọc mà xem, có những lúc Ngài phải đi quyên góp thì đi tí nữa thì mất mạng luôn. Gặp trận bão tuyết và bị ngã xuống sông, còn tí nữa mất mạng cơ mà. Mà Ngài vẫn đi quyên hóa để thỉnh bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta thấy nếu là một Phật tử, chúng ta không thể không biết đến những tấm gương vì đạo vì đời như thế. Ngài làm sao mà phải vất vả dầm mưa dãi nắng làm chùa tô tượng in kinh như thế. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ không? Nếu mà bảo tổ mà không vì hậu học chúng ta, không vì đại chúng, tổ ngồi ở trong hang động, ở trên ở trong rừng sâu núi thẳm, tổ tu và tổ nhập niết bàn, đâu phải để cho bị đánh lên đánh xuống thừa sống thiếu chết, lúc thì bị Nhật đánh, lúc thì bị quân giải phóng Trung Quốc đánh, lúc thì bị quân Tưởng giới Thạch đánh, lúc thì là bị quân lính triều đình nhà Thanh Thanh đánh. Chúng ta thấy cho nên nếu bảo là đi tu mà xây chùa to tượng lớn ấn tống cái kinh sách là hay là nhận tiền cúng dường của Phật tử ở đấy, không phải là người tu, thì chúng ta thấy đấy, hãy xem Ấn Quang Đại Sư cũng luôn luôn kêu gọi cúng dường để làm gì? Để ấn tống kinh sách, khiến cho vô thượng pháp bảo được đến với đại chúng. Chúng ta hãy đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ngài còn viết cả một cái bài văn cho một cái chùa A, chùa B nào đó ở những vùng quê nông thôn nghèo đói khổ sở. Các sư ở nơi đó không thể nào mà khuyến hóa được. Chùa đã gì? Đã dột mái, đã lở rồi. Tượng đã gì? Đã hỏng, đã bong, đã chóc hết rồi. Dân thì nghèo, chùa thì hỏng, không thể nào khuyến hóa được. Các Phật tử và nhân dân phát tâm để tu sửa chùa cảnh cho nó lành mưa kín gió, để làm nơi phụng thờ chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, hộ pháp thiện thần, để làm chỗ sở y, làm biểu tướng cho chúng sinh, cho nhân gian, cho thiên thần quỷ vật có chỗ nương tựa để phát tâm tu hành. Tổ viết cái bài văn khuyến thiện cúng dường đến khắp mười phương tăng ni Phật tử, có tâm hằng tâm, có sản hằng sản, để quyên góp và tu sửa cho cái chùa A, chùa B đó. Các vị không tin lời chúng tôi thì hãy vào đọc quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, hoặc là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Nếu không có thời gian đọc thì mở vào mạng mà nghe Ấn Quang Gia Ngôn Lục hoặc là Ấn Quang Văn Sao. Các quý vị sẽ thấy lời chúng tôi nói là chân thật ngữ, không dám điêu một chút nào. Chúng ta phải thấy rằng cái việc phương tiện các tổ khuyến hóa phát tâm cúng dường để làm cái gì? Cúng dường để xây chùa tô tượng đúc chuông, để ấn tống kinh sách lưu thông vô thượng pháp bảo để lại cho hậu học cả mai sau. Chúng ta sống lâu thì cũng được 100 tuổi, hơn 100 tuổi, 120 tuổi như các cụ là gì? Như cụ tổ Hư Vân là gì? Là cũng đi chứ bao nhiêu. Nhưng mà một ngôi chùa được xây dựng lên, một pho tượng xây dựng lên,
mèng nó cũng phải được gấp 2, gấp 3 lần tuổi thọ của chúng ta trăm tuổi ấy. Nếu chúng ta làm tốt, có thể nó được hàng 500 năm, hàng nghìn năm. Kinh sách chúng ta ấn tống đem mà chuyển bá khắp trong nhân gian. Người này có thể không giữ được để cho kinh sách nó rách, nhưng người khác họ lại giữ được. Người này có thể gì bất tín đọc xong đem bỏ, hoặc là thậm chí là người thân đem đốt, nhưng người khác họ lại cung kính tôn trọng, đọc xong lại để lên trên tủ, trên giá kinh giá sách trang nghiêm, để lại được hàng vài chục thậm chí vài trăm năm sau. Nếu không may có giặc giã hay là chiến tranh hay là nạn nước nạn lửa, thì giáo lý của Đức Phật còn tồn tại lại ở cho thế gian vậy các quý vị. Cho nên là chúng ta thấy Hư Vân Đại Sư cũng đi khuyến hóa để làm chùa tô tượng đúc chuông. Ấn Quang Đại Sư cũng đi khuyến hóa để làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, đào ao phóng sinh. Chúng ta thấy Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng gọi là được gọi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng sang bên nước Mỹ để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Chúng ta đọc cái quyển chuyện về gì về cuộc đời và sự nghiệp của ngài Tuyên Hóa Đại Thượng Nhân mà xem. Lúc mà ngài vừa sang Hồng Kông, vừa rời bỏ Trung Quốc sang Hồng Kông, ngài sang Hồng Kông còn đi thuyết giảng, đi cúng đi lễ cho dân, cho các Phật tử, lấy số tiền đó để gửi về Trung Quốc đại lục để cho ngài Hư Vân Đại Sư trùng tu chùa cảnh. Vì lúc đó Trung Quốc đang chiến tranh loạn lạc, kinh tế khó khăn. Rồi ngài sang bên Mỹ, nếu mà ngài không khuyến hóa, không nhận sự cúng dường của thập phương đàn na tín thí, thì làm gì có cái ngôi chùa Vạn Phật Thánh Thành trang nghiêm ở đất Mỹ. Làm gì có cái chuyện mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm lúc bấy giờ là bút cha, và sau này là gì? Là bút con. Và sau này nữa là đến gì? Bill Clinton. Đều thân cận với Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Có một cái bài giảng ngày xưa tôi nghe này, ông Tổng thống bút gọi là bút con đó, khi mà ra ứng cử Tổng thống, tranh cử Tổng thống nước Mỹ, còn đến Vạn Phật Thánh Thành để nhờ ngài lễ cho, nhờ ngài giúp cho cái lời khuyên. Và Tuyên Hóa Thượng Nhân khuyên với bút lúc đó là chưa lên tổng thống và đang ra tranh cử thôi, khuyên ông mấy điều và ông làm theo, và kết quả là ông ấy trúng cử, ông lên làm tổng thống ở nước Mỹ. Và từ đó Phật giáo mới có một cái chỗ đứng, mới có một cái vị thế ở trong lòng nước Mỹ. Trước đó sang đó thì các cụ các tổ gian lao vất vả lắm. Các vị cứ đọc cái từ chuyện của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ấy, khi sang bên Pháp, sang bên châu Âu, cụ còn phải đi rửa bát thuê. Ở dưới tầng hầm của một nhà cậu sinh viên để đi rửa bát thuê, đi dạy học thuê. Bởi vì thượng tọa ở Việt Nam, sang Thái Lan, xong rồi sang Pháp, sang châu Âu, mà lúc mới sang cụ còn phải đi rửa bát thuê ở gì? Ở quán bún, quán phở đó, các quán hàng ăn đó các quý vị, mới có tiền mới trụ lại được. Rồi đi dạy học thuê mới có tiền, mới có ăn, mới trụ lại được. Sau này dần dần mới gì? Mới đem vào Phật Pháp giảng giải cho mấy cậu sinh viên. Thì từ chỗ đó dần dần nó mới phát triển thành
tu viện là làng mai như rực rỡ như chục hơn chục năm trước chứ các quý vị. Tuyên Hóa thượng nhân sang đất Mỹ cũng vậy. Chúng ta thấy nếu không có biểu pháp, ngài sang đó mà chỉ bưng cái bình bát đi khất thực ở bên nước Mỹ, họ có nghe không? Không nghe. Chắc chắn là nước Mỹ họ không nghe. Cho nên đó, Tuyên Hóa thượng nhân ngài mới phải cho lập chùa gì? Chùa Vạn Phật ở Thánh Thành, lập đến 3-4 ngôi chùa bên Mỹ cơ mà các quý vị. Đó. Lão Hòa thượng Tịnh Không cũng vậy. Lúc sang bên Mỹ và sang bên Úc, ngài cũng phải lập đi lập đạo tràng ở bên Úc, thậm chí lập cả cái gì? Cái Tịnh Tông học hội ở Úc Châu, Tịnh Tông học hội ở Mỹ Quốc và Tịnh Tông học hội ở Malaysia, Tịnh Tông học hội Đài Loan, Tịnh Tông học hội ở Hồng Kông. Ngài không xây chùa nhưng mà ngài gì? Ngài xây đạo tràng ở ngay trong trong lòng ở chung cư ấy. Thầy năm 2012 sang Hồng Kông ấy, thăm và đỉnh lễ Hòa Thượng, ngài không xây chùa như Việt Nam chúng ta vì Hồng Kông đất nó rất là đắt. Để có tiền xây được một ngôi chùa ở Hồng Kông khoảng độ tầm 1-2 ha đất đó thì không biết là cơ man nó là tiền. Cho nên là Phật tử họ cúng dường ngài 2-3 tầng trong cái tòa chung cư ấy, cúng cả 2-3 tầng luôn, cúng cả một cái tòa chung cư nó 3-4-5 nghìn mét vuông ấy, nhưng mà nó là cúng cả một cái tầng ấy luôn. Phật tử họ cúng cụ cả 3 cái tầng chung cư, 3 cái sàn chung cư, đó là 3 sàn chung cư, 3 tầng chung cư. Thế cụ làm đạo tràng ở trong đó thì khác gì chùa đâu. Tất cả các chức năng thờ Phật rồi giảng đường rồi phòng ấn tống kinh sách, phiên dịch kinh sách vân vân ABC ở trong đó hết, khác gì chức năng ngôi chùa. Và bây giờ thì Tịnh Tông học hội Đài Loan, Pháp sư Ngộ Hạnh, Pháp sư Ngộ Đạo, các ngài cũng xây chùa rồi. Rồi chúng ta xem Diệu Liên Lão Hòa Thượng, các vị xem về một vài cái phóng sự, một vài cái bộ phim nói về Diệu Liên Lão Hòa Thượng ở Đài Loan. Ngài tôi sang đó 2 lần rồi, đến chùa của ngài rồi. Chùa Khai Nguyên chúng ta làm cái gì đâu, chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ bằng một góc thôi các quý vị, chưa ăn thua gì cả. Chúng ta bảo là Việt Nam chúng ta chùa to như chùa Bái Đính, to như chùa Tam Túc, chúng ta sang Phật Quang Sơn ở Đài Loan của Hòa Thượng Tinh Vân, chúng ta mới thấy rằng Tam Chúc Bái Đính chưa là cái gì. Chúng ta ếch ngồi đáy giếng ở nhà cứ tự khoe là ngôi chùa to nhất Đông Nam Á rồi, chùa to nhất thế giới vân vân. Chúng ta sang Phật Quang Sơn đó. Chúng ta nếu mà chỉ đi ở cái khu ngoài, cái khu chùa và trước pho tượng, chúng ta đã mỏi chân rồi. Nhưng vào khu gọi là khu viện, nội viện của Tăng, nội viện của Ni, chúng tôi đi vào đó đến mấy tiếng đồng hồ vẫn gì vẫn chưa thấy hết. Không biết bao nhiêu ở trong đó có bao nhiêu nghìn vị sư mà họ xây dựng Tam Chúc mình đã chưa là cái gì. Các vị sang đó mà xem Bái Đính mình chưa là cái gì mà Tam Chúc Bái Đính là doanh nghiệp họ xây, tiền của doanh nghiệp họ xây đó kinh doanh. Và họ một phần nào đó thỉnh và cúng dường chư tăng về để hoằng pháp mà thôi. Đó. Thì thực sự họ vẫn điều hành doanh nghiệp và điều hành tài chính. Chư tăng là hoằng pháp lợi sinh mà thôi. Còn sang Phật Quang Sơn chúng ta mới thấy. Chúng ta chưa là cái gì cả. Vậy mà chúng ta thì đã tự hủy mình rồi. Tự cho mình là cao, cho mình là giỏi, cho mình là chùa to Phật lớn, cho mình là thế này thế nọ kia, ăn thua gì. Chúng ta đi ra thế giới ấy, phải nhìn ra thế giới. Nhưng chúng ta bảo chùa to Phật lớn là không phải chân tu ư? Chúng ta xem sang xem ngôi chùa của
Lão Thủy Quả Hòa Thượng. Tức là Hòa Thượng Quảng Khâm đó. Chùa rất to. Nhưng chúng ta bảo chùa to ngài không đắc đạo ư? Lầm. Chúng ta xem bộ phim về cuộc đời của ngài Quảng Khâm Lão Hòa Thượng mà xem. Chúng ta đọc sách của ngài, đọc những cái câu chuyện kể, đọc cái sự tu của ngài mà xem. Mỗi lúc là ngài nhập thiền là thường là gì? Một tuần cho đến 30 ngày là chuyện bình thường. Tức là ngài ngồi thiền định một tuần là chuyện bình thường. Và ngồi thiền 30 ngày không ăn không uống là chuyện bình thường. Mà đặc biệt lúc còn ở Trung Quốc, lúc còn trẻ, ngài nhập định là gì? Hơn 3 năm không ăn không uống. Đức Phật mới có 49 ngày đêm thôi các quý vị. Còn Quảng Khâm Lão Hòa Thượng nhập định hơn 3 năm ở một hang động ở Trung Quốc lúc ngài mới xuất gia. Từ khi sang Đài Loan truyền đạo, ngài không ăn cơm, chỉ uống nước hoa quả thôi. Nhưng mà cái sự nghiệp hoằng pháp của ngài thì phải nói tuyệt vời. Ngôi chùa ngài xây dựng cũng có thể nói là gì? Vĩ đại hoành tráng. Độ được cho hàng nghìn Phật tử đến tu hành và ngủ lại ở trong ngôi chùa của ngài, không sao cả. 300-400 tăng ni thường trú ở đó để tu học ở đó. Vậy chúng ta bảo đó là ác tăng, bảo đó là sàm tăng, bảo đó là không phải là bậc chân tu. Chúng ta hãy đọc về lịch sử của ngài Quảng Khâm Lão Hòa Thượng, chúng ta sẽ có câu trả lời. Rồi ngài Diệu Liên Thánh Nhân, hay còn gọi là Diệu Liên Bồ Tát của Đài Loan, ngài cũng là người gốc Trung Quốc. Lúc trẻ cũng chuyên hành gọi là ban pháp Ban Châu Tam Muội 90 ngày. Không đặt lưng xuống chiếu, không đặt mông xuống chiếu. Có nghĩa 90 ngày chỉ có đứng thôi. 90 ngày tu pháp Ban Châu Tam Muội chỉ có đứng, không ngồi mà cũng chẳng nằm. Ăn cũng ăn đứng, ngủ cũng ngủ đứng. Và đương nhiên lễ Phật kinh hành suốt 90 ngày như thế rồi. Trừ một thời lúc nghỉ thì ngài gì cũng nghỉ đứng, lúc ăn thì cũng ăn đứng. Nào, chúng ta 9 ngày đã làm được không? Các vị 9 ngày có làm được không? Chắc chắn không. Chúng tôi sang đấy thấy cái ngôi chùa của ngài Diệu Liên phải nói là nó to, nó cao, nó lớn, nó đồ sộ, nó hoành tráng, nó trang nghiêm, mà chúng ta phải gì ngước mặt lên trên mới nhìn thấy cái mặt, cái diện tượng ở cái ngôi chùa đó. Chúng ta vào trong đó chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến đó. Còn tôn tượng ở chư Phật thì như là gì? Như là hư không. Đấy, nói là hơi gì? Hơi chiều tượng lên một chút như vậy. Để cho chúng ta thấy. Chúng ta bảo ngài như thế không phải chân tu. Xây chùa to Phật lớn như vậy mà ngài cảm hóa được cho toàn các ngôi sao điện ảnh của Hồng Kông, của Đài Loan đến đó để cúng dường ngài xây chùa. Cúng dường cho ngài hoằng pháp, cúng ngài dường cho ngài nuôi độ tăng chúng ăn học. Đến lúc ngài viên tịch, trà tỳ xá lợi hàng gì, hàng bát, hàng cân, xanh vàng đỏ trắng tím hồng đen lục vân vân đều có hết.
Rồi chúng ta bảo chùa to Phật lớn, không phải là chân tu. Chúng ta hãy sang Phật Quang Sơn, chúng ta hãy xem về bộ phim tài liệu của Ngài Tinh Vân Lão Hòa Thượng, vị sơ tổ, vị khai sơn của Phật Quang Sơn Phật giáo Đài Loan. Và chúng ta xem lúc Ngài ở Viên Tịch, môn đồ Pháp Quyến đem trà tỳ xá lợi của Ngài thì nhiều vô số, nhiều lắm. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng chủ trì, cũng làm chùa tô tượng đúc chuông, chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đó chính là Bồ Tát Thích Quảng Đức ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thôi các quý vị. Các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đằng trong, hay là ở cả đất nước Việt Nam này, nếu là một Phật tử chân chính thuần thành, có học có hiểu biết, thì không ai không biết tới Bồ Tát Thích Quảng Đức, một vị Bồ Tát vị Pháp thiêu thân, lưu lại trái tim bất diệt năm 1963 ở tại thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ để bảo vệ Phật Pháp. Vì lúc đó chế độ Ngô Đình Diệm là muốn hủy diệt Phật giáo để đưa một tôn giáo thân chế độ chính sách cai trị của nhà Ngô, nhà Diệm lên làm quốc giáo, lên làm tôn giáo chủ chốt của họ. Cho nên đến ngày Phật đản họ không cho treo cờ nữa mà, không cho gõ mõ, không cho tụng kinh nữa mà. Đó, chúng ta cứ nghĩ đi. Các vị cứ bảo theo Mỹ là tự do, là dân chủ, tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do dân chủ. Thì cái chế độ nhà Ngô, nhà Diệm lúc bấy giờ chẳng là theo Mỹ à? Theo Mỹ 100% chứ. Bảo là theo Mỹ là tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do nhân quyền. Thế tại sao mà Phật giáo lúc đó, ngày Phật đản không cho treo cờ Phật giáo, tăng ni không cho gõ mõ tụng kinh trong lúc cử hành nghi lễ Phật đản, không cho tập trung tăng ni Phật tử đông người trong một ngôi chùa để cùng nhau cử hành nghi lễ Phật đản, mà trong khi đó người ta mấy nghìn năm nay người đất nước người ta đã có và đã làm thường xuyên như thế rồi. Bảo tự do tôn giáo, các vị bảo theo Mỹ tự do tôn giáo thì đấy tự do tôn giáo không? Nghĩ đi, nghĩ đi để thấm. Các bảo bảo dân, các vị bảo theo Mỹ thì dân chủ, thì lúc đó dân chủ đâu? Khi mà chư tôn đức tăng ni Phật tử từ Huế cho đến vào thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở đằng trong đứng lên để đòi, gọi là biểu tình ôn hòa để đòi tự do cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo chúng ta. Vì ngày Phật đản nó không cho tập trung để tổ chức tăng ni Phật tử tập trung để tổ chức Phật đản, không cho treo cờ Phật giáo để thì chúng ta thấy tự do tôn giáo đâu? Họ bảo là theo họ là dân chủ, nhưng chúng ta thấy dân chủ đâu? Dân chủ đâu? Tại sao là người ta biểu tình ôn hòa, tay không tấc sắt lại ở Huế, dùng xe tăng, dùng súng để bắn thẳng vào người già và phụ nữ, đem xe tăng để càn quét, để giết chết tươi đến mấy chục mạng người. Mà các vị đó sau này tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta suy tôn là những vị thánh tử vì đạo. Các vị nghĩ xem, hỡi những Phật tử chân chính, những người yêu mến Đức Phật, các vị nghĩ sâu một chút. Đấy, nếu bảo là tu sĩ nhận chùa và đương nhiên nhận chùa thì phải xây chùa rồi. Nhận chùa của dân mà không xây chùa thì làm sao dân họ họ để yên, họ để cho sư ở trong chùa của dân của họ. Mà chùa là nơi thờ Phật, chùa là nơi hoằng pháp, chùa là nơi tu tập, chùa là cái nơi
lưu lại những cái văn hóa, những cái di tích lịch sử của quốc gia, của dân tộc, của đất nước, của văn hóa vùng miền bản địa khu vực đó cơ mà. Ví dụ chùa khu vực phía Bắc, chúng ta thấy chùa khu vực phía Bắc thì chúng ta thấy gì? Trong thường thường trong khu chùa, trong ngôi chùa, khuôn viên của chùa thường có gì? Có nhà thờ mẫu, có thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền, có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, có thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, có thờ Đức Thánh Trần Triều. Trần Triều là tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương đó các quý vị, vân vân. Rồi các vị quan hoàng như là Hoàng Bảy, Hoàng Bơ, Hoàng Mười, những vị đó là ai? Có trong lịch sử không? Có. Đó là những vị gì? Anh hùng dân tộc, có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ những tấc đất ngọn cỏ của hình chữ S Việt Nam của chúng ta, đất nước hình chữ S dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy đấy là gì? Chùa là nơi lưu dấu những cái dấu ấn của lịch sử, tôn trọng lịch sử. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cái đó? Rồi chùa còn là nơi nơi gì? Giảng kinh, giảng pháp và tu tập cho các tăng ni, cho các tín đồ Phật tử để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Muốn cho Phật Pháp được trường tồn thì phải có tăng tài xuất gia chứ, phải có tăng xuất gia. Tăng xuất gia mà không được học hành thì làm sao trở thành tăng tài được? Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn nhận nó phải đúng đắn và chuẩn chỉ. Xét về sâu hơn một chút, chúng ta thấy đến chùa Đậu, hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, đấy chẳng phải là những vị tu sĩ ở chùa, tu tại chùa, xây chùa, tô tượng, đúc chuông và thanh tu như lý, như pháp, tùy duyên, tùy phương tiện hay sao? Đối với ngài Triết Công ở chùa Phật Tích Bắc Ninh, đấy là ba vị thiền sư Việt Nam còn lưu lại toàn thân, lưu lại nhục thân đó các quý vị. Còn những vị lưu lại xá lợi như là sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, như là Bồ Tát Thích Quảng Đức, như là vị hòa thượng ở trong Huế mới mới viên tịch mà lưu lại cả cái gọi là cái xá lợi, cả cái gọi là xá lợi thủ đó. Tức là cái thân thể cháy hết, duy nhất cái đầu của ngài là gì? Cái xương đầu của ngài là không cháy mà còn lại như cái bông hoa sen đó các quý vị. Rồi rất nhiều những tấm gương á, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni và cư sĩ á, chúng ta niệm Phật vãng sinh lưu xá lợi ở Việt Nam đầy mà. Các vị ở một chỗ không thấy thôi, hoặc không đọc, không nghe, không tìm hiểu, không biết thôi. Thế kỷ 21 này đâu có phải là thế kỷ trước hay vài trăm năm trước, vài nghìn năm trước đâu. Cho nên ở trong Phật Pháp có những vị chân tu thật học, nhưng các ngài ẩn, các ngài giấu, chúng ta đâu biết được. Có những vị nghịch hành hạnh, gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, lấy nghịch hạnh để độ sinh, chúng ta cũng đâu có biết được. Cho nên là chi bằng, nếu là thực sự là một Phật tử, mong rằng các quý vị hãy suy nghĩ cho nó thật kỹ để hành xử, nói năng, kể cả nói năng ở trên mạng. Nếu là một Phật tử, chúng ta nói năng cũng phải những lời từ ái, những lời chân thật, những lời gọi là ái ngữ. Mở miệng ra là chửi, chửi hết người này đến chửi nọ, người nọ.
Thế mà cứ xưng mình là Phật tử, xưng mình là bảo vệ chính pháp thì thầy không hiểu đang bảo vệ chính pháp hay là đang phá Phật pháp nữa. Đánh mất đi cái tín tâm của không biết bao nhiêu người thì đấy là bảo vệ chính pháp hay là phá Phật pháp. Ừ thì còn nếu các vị mà có duyên với pháp tu nào, có duyên với quý thầy nào, các vị cứ tán thán, cứ khen ngợi quý thầy đó. Các vị thích theo pháp tu của Nguyên Thủy, các vị tán thán Nguyên Thủy và gần gũi các bậc minh sư, các bậc chân tu của theo pháp các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức, các thầy theo Nguyên Thủy. Các vị có duyên với Nam Tông thì các vị theo Nam Tông, các vị có duyên với Khất Sĩ, các vị theo Khất Sĩ. Các vị chỉ tán dương khen ngợi những vị như thế thôi. Còn những vị mà có duyên với Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thiền Tông, Phật giáo Tịnh Độ Tông, Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Luật Tông gì gì đó, thì các vị cứ tán dương khen ngợi ở pháp tu của mình. Đấy mới thực sự làm cho Phật pháp hưng long. Đấy mới thực sự là làm cho đạo Phật phát triển rạng ngời vậy các quý vị. Cho nên qua cái lời sau cùng của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam này, chúng tôi thấy cái hạnh của Tổ chúng ta cần phải học, kể cả chúng tôi cũng phải học. Mỗi khi thấy các quý vị lên mạng chửi hết người này đến người nọ, chúng tôi cũng đau lắm chứ, cũng xót lắm chứ, cũng thương lắm chứ. Mà thậm chí xin lỗi các vị phải nói thật, cũng có lúc phiền não chứ. Nhưng mà tự bụng bảo dạ, tự mình răn nhắc mình thôi, cũng là cái nghiệp của mình. Mình sinh ra vào thời mạt pháp, nó mới phải thấy nghe hay biết những cái như thế này. Có người khen cũng có người chê. Xin lỗi các vị, có những vị khen ngợi chúng tôi như là Phật là Bồ Tát tái thế. Nhưng cũng có những vị vào nghe xong không biết có nghe hay không, nhưng mà thấy comment thấy chửi chúng tôi là thằng đầu trọc, thằng thế này, thằng thế nọ, thằng thế kia, thằng ác tăng, thầy giả tăng, thầy ở thợ tu vân vân, đủ các thứ luôn. Cũng tự mình chỉ biết động viên mình thôi, ở vào cái thời mạt pháp này khen chê nó là vốn nó đã có ở đời, thời Đức Phật cũng đã có rồi, nhưng thời Đức Phật thì nó ít hơn. Thời nay chúng ta tự do ngôn luận ở trên mạng xã hội thì cứ thế là đúng sai chưa cần biết, chỉ cần xem lướt qua hoặc xem thấy những bình luận trước họ chửi thì mình nhắn vào mình chửi đó, kiểu thế. Đại đa số là kiểu theo kiểu như thế. Hoặc là chúng ta xem suốt ngày xem những người họ chửi, mở mạng lên là xem thấy những người họ chửi, nghe chửi nhiều, nghe chửi riết, nghe chửi hoài, nghe chửi mãi, thì đương nhiên dần dần chúng ta gì, chúng ta thành quen và nó ăn sâu vào trong cái tảng thức A-lại-da của chúng ta. Cái sự bất mãn hoặc là cái sự bất tín vào Tam Bảo, bất tín vào Chư Tăng, vân vân. Đương nhiên là chúng ta lại trở thành gì? Tiếp tay cho ác vậy. Chứ không phải là các quý vị đang bảo vệ chính pháp theo kiểu đó đâu. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Có thể ngay sau bài nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng có rất nhiều người vào tán thán khen ngợi, chúng tôi dám nói lên sự thật, dám nói thẳng và dám bảo vệ chính pháp. Nhưng cũng chắc chắn cũng có rất nhiều người nói rằng cái sàm tăng, ác tăng, rồi ma tăng, rồi này nọ, rồi kia, sai mà không biết nhận, rồi còn đi bao che hay đi lấp liếm này nọ, ABC, sẽ đủ thứ cho mà xem. Nhưng mà thôi, biết làm thế nào. Ở trong thời mạt pháp này, nếu mà muốn được tất cả mọi người theo Phật hết thì không gọi là thời mạt pháp nữa các quý vị. Thôi đúng sai phải trái tùy theo chúng ta.
tự tư duy và tự cảm nhận và tự hiểu lấy mà thôi. Nhưng nhớ là gì? Nhân quả không chừa một ai. Cho dù các quý vị có thông minh, có sáng suốt, có giàu có đến đâu, có cái miệng nó có lanh lợi đến đâu, cái trí tuệ có giỏi đến đâu, và cái bàn tay của các quý vị có nhấn trên bàn phím nhanh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thoát được nhân quả đâu. Hãy nhớ cái điều đó. Làm gì thì làm, lúc khỏe nhớ đến lúc yếu, lúc trẻ nhớ đến lúc già, lúc khỏe nhớ đến lúc bệnh, và đặc biệt lúc sống nhớ đến lúc chết. Gieo nhân nào ắt phải thọ quả đó. Đừng có lộng ngôn nhiều quá, sau khi cái khổ báo nó đến, ân hận cũng chẳng kịp. Hãy nghĩ đến vợ, đến con, nghĩ đến chồng, đến con, nghĩ đến ông bà, bố mẹ, nghĩ đến con cháu của mình. Nói cái gì nó cũng phải suy nghĩ. Muốn chỉ trích, muốn chửi bới một ai đó, chúng ta xem mình đã tốt chưa. Đấy mới là người tu thật sự. Còn người ta không tu thì kệ người ta. Người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình, người ta giết mình, Phật bảo cũng tùy duyên đi. Còn đây là chúng tôi đang nói là các vị này, nói là các vị là Phật tử, các vị là hộ trì chính pháp, vân vân, thì chúng tôi mới có đôi dòng chia sẻ như vậy thôi. Còn nghe hay không nghe là quyền các quý vị. Tiếp thu hay không cũng là quyền các quý vị. Chửi bới hay là nguyền rủa chúng tôi cũng là quyền các quý vị. Chúng tôi không biết làm nào, lời nói ra rồi thì thôi. Vì đây là lời sau cùng của Tổ trong bộ sách Niệm Phật Thập Yếu này. Đúc kết lại là lời nói sau cùng của Tổ. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy cái hạnh của Tổ tu như thế, khiêm cung hạ mình, nhận cái phần ngu, phần si, phần kém cỏi về mình để cho xã hội tốt, để cho cái tốt về người khác, cái tốt về hết cho xã hội, còn mình dành những cái ngu si, cái đần độn và cái yếu hèn nhất, thì Tổ lại thành công. Còn chúng ta tự cao tự đại, cho mình là trí, cho mình là dạy đời, thì không biết là mình sẽ đến đâu. Cho nên là qua đây thì cũng nói lên những cái lời rất là chân thật từ đáy lòng của chúng tôi như vậy. Còn các quý vị hiểu như thế nào là quyền các quý vị. Rồi chúng ta thấy ở đây Tổ nói tiếp là gì? Khi xưa Sở Thạch Đại Sư có hai câu thơ: nhân sinh bá tuế thất tuần hy, vãng tự hồi quang tân giác phi. Lời này phát ra trong lúc Ngài đã thất tuần ý than. Tức là ý than trong cái bài than của Ngài Sở Thạch Đại Sư như thế này: kiếp người tuy nói trăm năm, nhưng sống được 70 tuổi cũng rất ít có. Đấy, nhân sinh bá tuế thất tuần hy, tức là kiếp người tuy nói trăm năm, nhưng sống được đến 70 tuổi thì quả thật là gì? Là hiếm, là ít có vậy. Vãng tự hồi quang, hồi quan tân giác phi. Và tuổi đã 70 như Ngài, khi quay nhìn lại việc gì cũ, thấy mình đều lỗi lầm. Chúng ta thấy không? Ngài Sở Thạch Đại Sư sống đến 70 tuổi, nói rằng đến cái tuổi này nhìn lại cả một đời tu tập của mình từ năm mười mấy tuổi cho đến nay, thấy rằng
Mình phần lớn đều là gì? Con à, lỗi lầm vậy. Các vị nghĩ xem, mấy chục năm nay có bao giờ chúng ta tự xét lỗi mình không? Hay là chỉ đi dòm lỗi người để chửi bới, để quát tháo, để lăng mạ, để hủy nhục họ mà thôi. Ở đây ngài Sở Thạch Đại Sư 70 tuổi xét lại những công việc của mình trước đây đều thấy là gì? Những điều lỗi thuộc về mình. Một bậc cao tăng mà còn tự phê, tự kiểm mình nhường ấy, thì hạng người tầm thường sự lỗi lầm biết là bao nhiêu. Cho nên khi bút giả nghĩ mình tội chướng còn dẫy đầy, tự độ chưa xong mà mạo muội nói đến chuyện khuyên nhắc người đời, đôi lúc cũng hổ thẹn bàng hoàng ngập ngừng không muốn viết nữa. Chúng ta thấy đây là Tổ Trần Thuật nói rằng một vị thiền sư đại sư khi xưa, bậc cao tăng thạc đức ở trong tông môn Phật giáo, tu lên ngôi vị hòa thượng 70 tuổi, nhìn lại mới nói là chỉ thấy lỗi mình. Nhưng trong khi đó ngài là một bậc cao tăng, được hàng tăng ni tín đồ Phật tử hết sức là ngưỡng mộ, hết sức là kính trọng. Mà ngài nói rằng 70 năm nay nhìn lại những việc làm của mình phần lớn đều thấy là tội lỗi. Thì ở đây tổ mới nói là bậc cao tăng còn như thế, còn huống chi là gì? Là ngài. Bút giả tức là nói ngài đó. Từ xưa tới nay luôn thấy là hổ thẹn trong lòng vì mình tự độ còn chưa xong, huống chi là độ người. Cho nên luôn thấy là hổ thẹn trong lòng, bàng hoàng ngập ngừng. Có những lúc gì ngài viết rồi nhưng không muốn viết nữa. Nhưng nghĩ lại danh từ khuyến hóa, thật ra mình chẳng dám đương, nhưng lấy tính cách người trong biển khổ, gắng kêu nhắc đồng bạn cùng vượt qua biển khổ, để mong cho mình nhớ chút ảnh hưởng đó tiêu bớt phần nào cho tội chướng, nên mới không ngần ngại. Đây chúng ta thấy tổ nói rằng có những lúc xét lại lỗi mình, xét lại đức mình, xét lại hạnh mình, xét lại sự tu tập của mình, thấy bàng hoàng, hổ thẹn, ngập ngừng, muốn dừng bút không viết nữa. Nhưng nghĩ lại cái danh từ khuyến hóa chúng sinh, thật ra ngài nói là chẳng dám đảm đương, nhưng và gì, lấy cái lợi ích của người trong biển khổ, cùng người trong biển khổ với nhau, kêu gào nhau, đừng có vào bơi vào cái dòng xoáy ấy, hay đừng có đi xuống cái vực sâu ấy mà chết đắm, mà ngã vực, mà rơi xuống vực, mà tán thân mất mạng mà chết vậy. Cho nên ý của tổ nói là tuy mình chưa phải là bậc cao tăng thạc đức đắc đạo thánh tăng Bồ Tát, nhưng mà cũng vì mình, vì người đang ở trong biển khổ, cho nên gọi là có lời gắng kêu nhắc nhở đồng tu sớm vượt qua biển khổ, cho nên mới cố gắng để hoàn thiện cái quyển sách Quyền Luận Niệm Phật Thập Yếu này. Đây là tổ nói thế thôi. Ngài là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí mà. Lời văn của ngài ở trong này khác gì, không khác gì lời văn của Ấn Quang Đại Sư.
Chúng ta biết là đọc kinh Phổ Môn và đọc các kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thấy các vị Bồ Tát hóa thân Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài có thể gì? Hóa thân vô số cùng một thời gian. Các ngài có thể hóa thân là gì? Nhiều các hóa thân để độ chúng sinh ở khắp các nơi mà chúng sinh có duyên cơ mà. Cho nên cũng không ngoa mà nói rằng ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì ngài hóa thân là gì? Thành Ấn Quang Đại Sư. Còn ở Việt Nam chúng ta thì hóa thân thành Thiền Tâm Tổ Sư vậy. Đó, cho nên ở đây nói như vậy để chúng ta thấy rằng người tu chúng ta phải học theo cái hạnh kham nhẫn, học theo cái hạnh tu hạ mình khiêm cung, giữ khẩu nghiệp đừng nói những lời ác, mà nói những cái lời gọi là chân thật ngữ, những lời ái ngữ để khuyến thiện cho nhân gian, cho chúng sinh, cho mọi người, thì còn có một chút phúc báo để cho đời này và đời sau vậy. Còn cứ mở miệng ra là chửi bới, là nguyền rủa, là dè bỉu, là chê bai người khác, thì đây chẳng khác gì là tự mình xây nhà lên rồi lại đập, lợp nhà xong rồi lại đốt, lại phá vậy. Tự mình hủy đi cái phúc của mình, cái công đức của mình đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay vậy. Thật là không đáng một chút nào cả các quý vị. Cho nên ở đây tổ mới lại nói tiếp là gì? Nhớ lại thuở đời nhà Minh bên Trung Hoa, ông La Điện có soạn bài thi Tinh Thế như sau: vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, tức là lo kiếm sống đó, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thì thị phi phi không kết liễu, phiền não phiền phiền não não những bi ưu, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Lời văn trên tuy thô sơ, dường như không có đạo lý chi sâu sắc, nhưng đã đem tất cả hành vi và chướng nghiệp trong đời sống của kiếp người mô tả ra tất cả rất là rõ ràng. Ai có thể tránh khỏi khuôn khổ của bài thơ trên đây và cố gắng tu hành mới gọi là người đi trên đường giải thoát. Đấy, ông La Điện sở dĩ có lời than trên đây bởi thấy biển tục dễ chìm, đường tu khó bước. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy rằng nhân sinh có hai việc khó: nghèo khổ bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân khuyết chế là khó, xem kinh xem được kinh Phật là khó, nhìn sắc lìa dục là khó, sinh gặp đời cùng Phật là khó, thấy tốt không cầu báo là khó, bị nhục chẳng giận hờn là khó, có thế, tức là có thế lực, có quyền chức đó, không ỷ,
tức là không cậy quyền cậy thế, không ỷ quyền ỷ thế là khó. Gặp việc vô tâm là khó. Học rộng nghiên tầm nhiều là khó. Trừ bỏ ngã mạn là khó. Không khinh rẻ những người chưa học là khó, tức là không coi thường những người chưa học là khó đó. Tâm hành bình đẳng là khó. Chẳng nói việc thị phi là khó. Được gặp thiện tri thức là khó. Thấy tính học đạo là khó. Tùy duyên độ người là khó. Thấy cảm không động là khó. Khéo biết dùng phương tiện là khó. Đấy, chúng ta thấy tổ dẫn chứng ông La Điện ở bên Trung Hoa nói rằng vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu. Ý là nói là con người ta từ khi sinh ra lớn lên một chút chút xíu rồi, hay lớn lên bắt đầu đi học một cái là ganh đua cái điểm với đứa bạn rồi. Bạn nó được 10 mình được 8 không chịu. Bạn được 8 mình được 5 không chịu. Cho nên bắt buộc phải ganh để mà gì mà học. Cho nên là vội vội vàng vàng. Từ lúc bắt đầu gì cắp và sách đến trường đã biết gì, biết vội vàng và đã phải vội vàng rồi. Mình không học thì họ bỏ mình rớt lại sau. Rồi lớn lên một chút, mình không làm mà người ta có thì cũng không được, cho nên bắt buộc phải làm, lao đầu mà làm. Thấy người ta có người yêu mình phải có người yêu, thấy người ta có vợ mình phải có vợ, thấy người ta có chồng mình phải có chồng, thấy người ta con có con mình phải có con. Nếu lấy nhau mà không có con thì gia đình gì? Gia đình sẽ không được hạnh phúc. 25, 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì bố mẹ lo lắng, các anh các chị đó có khi cũng tự gì, tự phiền não buồn tủi âu rầu âu sầu ở trong tâm, vân vân. 40-50 tuổi mà không gia đình, chưa gia đình nữa thì bố mẹ với người thân càng lo lắng. Ta chúng ta thấy không, cuộc đời từ cái sinh ra cho đến lúc chết đi, cái vội vội vàng vàng khổ thân mệt tâm để tìm cầu hết cái này đến cái nọ. Mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, tức là hết mưa rồi lại nắng, hết nắng rồi lại mưa, hết năm này qua năm khác, gọi là trải xuân thu. Hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, tức là đêm đêm ngày ngày lo vì mưu sinh kiếm sống vậy. Lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, tức là gì, thoát qua rồi. Lãng lãng tức là nó gì, sớm tối nó lãng đãng, nó vượt qua nó gì, nó lờ mờ, tức là gì, nhớ nhớ quên quên. Thoát qua một cái thấy bạc đầu, tức là đã già mất rồi. Thị thị phi phi tức là gì, thị thị là gì, phải phải, phi phi là gì, là trái trái. Không kết liễu tức là không gì, không biết rõ. Phiền phiền não não những bi ưu thì phiền phiền não não nó sẽ gì, nó sẽ nổi lên. Những ưu bi sầu khổ ách nạn đối với chúng ta vậy. Rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Đấy, Đức Phật đã tuyên kinh giảng pháp rõ ràng rành mạch như ban ngày, như người có con mắt sáng vậy mà không chịu đi trên con đường Phật đã đi, đã chỉ cho chúng ta. Pháp tu đã có, Phật đã dạy, chúng ta không tu lại chuyên đi tu cái gì tào lao ở đâu ấy. Nguy hiểm lắm các quý vị. Lời Phật dạy, lời tổ giảng, con đường Phật Bồ Tát và đặc biệt chư lịch đại tổ sư đã đi, đã tu, đã chứng, đã đắc. Chúng ta không tu lại đi cứ tìm một cái gì đó mới mới, tự cho mình là hơn, tự cho mình là giỏi hơn các tổ ngày xưa, bịa ra những cái pháp tu rồi đủ các thứ để đi lừa đảo, phỉnh gạt mọi người, khiến cho thế gian cơ hiểm. Đây, cái này là một số các vị sư mà không chuẩn chỉ,
tạo nên cái góp phần tạo nên cái cơn sóng gió, cái cơn bão của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời gian mấy tháng vừa qua vậy. Đấy, cho nên chúng ta học gì thì học, tu gì thì tu, vẫn phải gì? Không thể rời kinh Phật. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa gọi là ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết cơ mà. Rời kinh mà giảng đạo là đồng với ma thuyết rồi. Cho nên hết sức phải cẩn thận cái này. Đừng để cho thế gian họ cơ hiểm. Họ vì chúng ta mà quay lưng với Phật Pháp, mà nói những lời khởi những tâm xấu với Tam Bảo, khiến cho họ đoạn mất đi cái gì? Cái hạt giống Phật quả thật là gì? Lỗi đấy cũng một phần ở người tu chúng ta vậy. Người tu không chuẩn thì tạo nên cái tội lỗi đó, gián tiếp tạo lên cái tội lỗi đó cho chúng sinh vậy. Cho nên đặc biệt là người tu chúng ta, người xuất gia chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Rồi chúng ta thấy tổ dẫn cả gì? Cả trong kinh tứ thập nhị chương, tức là kinh 42 chương, 42 bảy kinh đó. Trong kinh đó, đây Đức Phật nói nghèo khổ gì? Mà bố thí là khó. Chúng ta thấy người giàu bố thí thì còn dễ, nhưng người nghèo mà bố thí thì là khó. Đấy, giàu sang mà học đạo là khó, quả thật như thế. Rồi nhấn đến thì xả thân huyết chế là khó, xem kinh được Phật là khó, rồi nhìn sắc lìa dục là khó, sinh đời gặp Phật là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên tầm nhiều là khó, tức là học rộng nghe nhiều hiểu sâu biết lắm là gì là khó. Tâm hành trì bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi, tức là chẳng nói việc phải trái của người gì là khó, được gặp thiện tri thức là khó. Quả thật thời này gặp thiện tri thức ít lắm các quý vị, hiếm lắm. Cho nên một số những vị họ lên mạng họ chửi một số quý thầy là sàm tăng, là ma tăng, vì họ cho đó những lời giảng của một số các quý thầy đó, vài vị thầy đó là sai với chính pháp, là bịa đặt, là hù dọa, là không đúng lời nói và hành động, không đúng với nhau. Cho nên giữa lời nói và việc làm sai nhau nhiều quá, cho nên họ mới gì, họ mới nói là sàm tăng, họ mới gọi là ma tăng, họ mới gọi là ác tăng, vân vân. Đấy, khổ thân vì một vài con sâu mà nó làm gì, làm cho Phật giáo điêu đứng, làm cho tăng ni Phật tử, những bậc chân tu thật học thấy đau nhói ở trong tim, rớt ra lệ hai hàng vì thương cho chính mình và cả người đều sinh vào thời mạt pháp này, cho nên mới có những cái chướng nạn như thế vậy. Rồi trong kinh đấy thì tổ lại trích lại nói tiếp, được gặp thiện tri thức là khó, thấy tính học đạo là khó, tức là thấy tính mà học được, mà học đạo tu đạo là khó, tức là tu đạo mà thấy tính được thì là khó đấy. Kiến tính khởi tu, tu rồi thấy tính là tu sâu hơn nữa cho được chứng đắc thánh quả tu đà hoàn, tức đà hàm, a la hàm, a la hán, nhận đến các vị địa vị của Bồ Tát á, nhận đến thành Phật là khó. Tùy duyên độ người là khó, chúng ta thấy không? Cái này tùy duyên độ người là khó. Chúng ta không thể bắt là các sư là ai cũng phải tu giống thầy nào được. Ví dụ thầy nào hành hạnh khất thực thì ai thích và có duyên với các thầy hành hạnh khất thực, chúng ta tán dương khen ngợi và đi theo các thầy hành hạnh khất thực. Còn các vị mà thấy những vị có duyên với các quý thầy mà dấn thân vào đời, chẳng quản ngày đêm sương gió bão bùng để đi làm công việc Phật sự, đi làm công tác từ thiện, đi hoằng pháp, đi tổ chức các khóa tu, tổ chức các sự kiện như là Phật đản, như là Vê Sắc, hay là như là này nọ kia vân vân, là phương tiện để đem đạo vào đời đó, vân vân đó. Thậm chí có những người đi xem phong thủy, xem đất cát để dẫn cho người vào đạo chẳng hạn, như cụ tổ chú Hương ngày xưa, cụ phải dùng cái phương tiện gọi là
đi xem phong thủy đất cát nhà cửa cho các Phật tử, đặc biệt các lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Như chúng tôi nói đó, đến như cụ tổng, nguyên tổng bí thư, cố tổng bí thư Đỗ Mười, cố tổng bí thư, cố thủ tướng Phan Văn Khải, vân vân, các cụ cũng theo cụ tổ chùa Hương. Là vì sao? Vì phương tiện giáo hóa độ sinh đem đạo vào đời của các tổ, của các cụ vậy. Cho nên mới cảm hóa được những con người đặc biệt của đất nước như thế. Họ tin Phật, họ theo Phật và thậm chí còn thờ Phật ở tại gia, để cho vợ cho con tụng kinh niệm Phật, và chính họ cũng thắp hương lễ bái hàng ngày nữa cơ, xá Phật hàng ngày nữa cơ, học theo hạnh của Phật để đem vào việc an dân trị quốc bình thiên hạ nữa cơ các quý vị. Đấy, cho nên tùy duyên độ người là khó, thấy cảnh không động là khó, khéo biết dùng ở phương tiện là khó. Đấy, cho nên chúng ta đừng có mong là sống ở trên đời chúng ta phải khéo biết dùng phương tiện, chứ đừng có gì chúng ta thích một ai đó là cứ mong tất cả những người tu hành, những Phật tử khác cũng phải giống như thế, phải tu y như thế, tu đúng như thế mới là tu, còn không thế thì không phải là người tu. Xin thưa các vị, chăm tu vạn hạnh. Có những vị chuyên đi thuyết pháp như tôn giả Phú Lâu Na, như tôn giả Ma Ca Chiên Diên. Có những vị mật hạnh không nói không rằng, nhưng dùng gì? Tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi để giáo hóa độ sinh, như là ngài La Hầu La, gọi là mật hạnh đệ nhất. Có những vị chuyên đi thuyết pháp, giảng kinh luật luận cho tăng ni Phật tử, gọi là trí tuệ bậc nhất chứ Xá Lợi Phất. Có những vị chuyên dùng thần thông để cảm hóa ngoại đạo, để giáo hóa quỷ thần, ác long vân vân. Trong kinh A Hàm cũng có nói đấy nha các vị nha, chứ không phải mình kinh Đại Thừa Phật giáo mới nói đâu. Kinh A Hàm, kinh Nikaya cũng nói tới, tới tôn giả Mục Kiền Liên đi hàng phục ác long ở ngoài biển cả đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, thì dùng thần thông để hộ trì Phật Pháp, đi hàng phục ma chúng ác quỷ ác long hại dân hủy Phật vân vân. Đó. Nhưng còn tôn giả A Nan thì đa văn đệ nhất, như ngài chỉ có thị giả Phật thôi, làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình là thị giả Đức Phật. Và Đức Phật nói ra bộ kinh nào, nói luật, nói luận nào là tôn giả A Nan là nhớ nằm lòng. Cho nên sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi 100 ngày, tôn giả Ma Ca Diếp kết tập kinh điển ở tại hang Bối Diệp, tôn giả A Nan là người trùng tuyên lại hết tất cả tạng kinh. Có những vị trì trai giữ giới không khuyết phạm, cho dù là lỗi nhỏ, như là tôn giả Ưu Ba Ly trì luật đệ nhất. Lần kết tạm kết tập Tam Tạng Thánh Điển đầu tiên thì Ưu Ba Ly gì trùng tuyên lại tặng luật. Còn tu Bồ Đề Ma Ca Chiên Diên và các tôn giả khác thì trùng tuyên lại gì, lại tặng luật. Và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được trùng tuyên lại lần kết tập đầu tiên sau khoảng 100 ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, do tôn giả Ma Ca Diếp là người có hành hạnh đầu đà đệ nhất đứng lên để quy tụ 500 vị A-la-hán để kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm. Xin lỗi, khoảng 100 ngày đầu tiên. Đấy, chúng ta thấy có phải là tôn giả nào cũng hành hạnh đầu đà như Xá Lợi Phất, như Ma Ca Diếp đâu. Cũng không phải là tôn giả nào cũng chuyên đi gì, đi thị giả Đức Phật như là ngài A Nan. Cũng không phải là tôn giả nào cũng dùng tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi để dùng cái hạnh tu của mình, mật hạnh của mình để độ sinh như là La Hầu La. Chúng ta biết là vợ của trưởng giả cấp cô độc cơ mà, Đức Phật không độ được. Nhưng mà La Hầu La lại đến độ gì? Độ được cho vợ của ngài trưởng giả cấp cô độc. Vì sao? Vì mật hạnh của tôn giả La Hầu La, chỉ có tôn giả La Hầu La mới độ được cho bà ấy. Đức Phật đến nó có độ được đâu. Phật chỉ độ được cho ông chồng là tôn giả cấp cô độc, cho ông trưởng giả cấp cô độc thôi. Nhưng tuyệt nhiên là bà vợ ông không có tin, không có theo Phật. Mà phải gì?
La Hầu La đến mới độ được cho vợ của ông trưởng giả Cấp Cô Độc quy y Phật, tin theo Phật và tu hành tinh tiến. Chúng ta thấy đấy là thầy trò nói nhân duyên. Cho nên chúng ta có duyên với thầy nào thì chúng ta cứ tán dương khen ngợi cái hạnh của thầy đấy, hộ trì pháp tu của thầy đấy, để cùng nhau triển dương Phật pháp. Tội gì mà phải vì một thầy đấy mà chúng ta gì đi nói xấu những thầy khác, không nên. Tội lỗi vô cùng các quý vị, nhớ lấy cái điều đó. Cho nên ở trong đây tổ mới nói gì, trong 20 điều trên, tức là 20 điều thầy vừa nói dẫn lời tổ dẫn lại ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kia vậy. Trong 20 điều trên, nơi đây chỉ nói qua ít chi tiết như nghèo khổ bố thí là khó, bởi nghèo khổ dù muốn bố thí nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức. Nếu gắng gượng bố thí tất ảnh hưởng đến sự sống của mình, nên mới hành khó đấy. Hoặc như giàu sang học đạo khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí song lại bị cảnh dục lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để tu hành. Sinh gặp đời Phật khó, như luận Đại Trí Độ nói, ở thành Xá Vệ gồm 9 ức dân mà chỉ có 3 ức người được gặp Phật, được thấy Phật. 3 ức người tuy nghe danh, tin tưởng nhưng không thấy Phật. Còn 3 ức người hoàn toàn không được nghe, cũng không được thấy Phật. Chúng ta thấy không? Ở nước Xá Vệ, Đức Phật lúc còn tại thế là Ngài cư trú ở đó là 25 năm. 25 năm Ngài ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ lúc đó có 9 ức người, nhưng mà có 3 ức người là thấy Phật, nghe Phật và tin Phật. Chúng ta thấy không? Đấy là nhân duyên. Sinh cùng thời Phật, ở cùng một quốc gia với Đức Phật, cư trú 25 năm ở trên nước Xá Vệ. Tất cả là Đức Phật ở tại tinh xá mà ông trưởng giả Cấp Cô Độc cũng giảng đó. Và một vài cái tinh xá các vua và các vương công quý tộc và nhân dân xây dựng lên để cúng giảng Phật và chư Tăng nữa. Đấy, Đức Phật ở đó 25 năm, 25 mùa ăn cư. Và còn 2 năm ngày không ăn cư nhưng mà thường xuyên qua lại ở nước Xá Vệ ấy nữa, tức là 27 năm. 25 năm ở rền ở đó và 25 năm thường xuyên qua lại. Tất nhiên nói ở rền thì cũng không đúng, nhưng mà ngày an cư đó là 25 mùa mưa, tức là 25 mùa an cư, và 2 năm thường xuyên qua lại nữa là 27 năm. 49 năm ngày trụ thế thuyết pháp giáo hóa độ sinh kể từ khi thành Phật, nhưng 26, 27 năm thường ở nước Xá Vệ. Nhưng nhân dân ở nước Xá Vệ có 9 ức người, mà có 3 ức người thấy Phật, nghe Phật và tin Phật. Chúng ta thấy không? Để gặp Phật mà phát tâm là khó đấy. Gặp Phật mà sinh được tín tâm mà tu tập là khó đấy các quý vị. Cho nên trong nhà Phật mới có câu gì? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, là như thế. Có nghĩa là gì? Là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Nay nếu chúng ta đã gặp, đã được đủ rồi, tại sao không cần mẫn lo tu, không khiêm cung hạ mình để lo tu, chỉ đi nhìn lỗi người, bới móc lỗi người, quả thật là gì? Uổng phí một kiếp người vậy. Rồi ở đây Đức Phật nói thì đấy, 9 ức người của dân Xá Vệ, nhưng mà có 3 ức người gặp Phật và tin Phật, theo Phật. Còn 3 ức người nghe danh Phật, biết là Đức Phật là một bậc kỳ tài, bậc xuất chúng, bậc thánh nhân xuất thế, là con vua bỏ ngai vàng, bỏ vợ bỏ con đi tu và gì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và được thành Phật. Vậy mà chỉ nghe thế thôi, chưa một lần gặp mặt. 3 ức người chỉ nghe danh, có tin, có ưa, có thích, nhưng mà chưa một lần gặp mặt.
Chúng ta thấy không? Đấy, ngày xưa đi lại nó khó khăn. Chắc chắn rồi, hơn 2.500 năm bước, gần 2.600, hơn 2.600 năm trước cơ mà các quý vị. Cho nên nghe mà đến được đây là một việc khó. Đấy, 3 ức người chỉ nghe tên của Phật có niềm tin nhưng mà chưa một lần gặp Phật. Còn 3 ức người thì gì? Chưa nghe mà cũng chưa gặp. Chúng ta thấy không? Đấy, là nhân duyên vậy. Phúc đức nhân duyên lắm mới gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp. Mà chúng ta không cần mẫn lo tu, khiêm cung hạ mình lo tu, thì quả thật là ô hô, chỉ trong chớp mắt tuổi đã già. Thoát ngừng hơi thở biến thành ma, chìm trong ba cõi ngày nào ra. Lục đạo luân hồi cửa mở toang, đi lên thì khó xuống thì dễ, ba đường ác đạo biết ngày nào ra. Xin thưa các quý vị, trong Đại Trí Độ Luận nói cho chúng ta thấy rằng thời cùng Đức Phật tại nước Xá Vệ, 9 ức người có 3 người gặp Phật nghe pháp, 3 người nghe danh nhưng chưa từng thấy thấy mặt, thấy bóng, thấy hình Đức Phật. Còn 3 ức người thì 3 ức người không thấy mà cũng chẳng nghe, tức là có 1/3 trong 9 ức ấy vừa thấy vừa nghe vừa gặp vừa tin vừa học. Còn 3 người nghe nhưng mà không thấy không gặp. 3 người thì không thấy không nghe không gặp, 1/3 không thấy không nghe không gặp và cũng không tin nữa. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, ở trong Phật Pháp nó đều là gì? Do duyên. Gặp Phật, nghe Pháp là điều không phải dễ. Nay chúng ta đã gặp rồi thì tất phải tu thôi. Đấy, như nếu ở đây nói là nhưng tuy không gặp Phật mà nghe Pháp mà tu hành thì những người đó không gặp mà cũng như gặp. Còn nếu gì không nghe lời Phật dạy, dù có ở gần Phật vẫn cách xa Phật. Như khi xưa Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật và Tỳ Kheo Thiện Tinh làm thị giả trước tiên của Phật. Thiện Tinh Tỳ Kheo là thị giả trước cả Anan, tức thị giả đầu tiên của Phật. Thiện Tinh Tỳ Kheo này với Đề Bà Đạt Đa đều là người phá Phật. Thiện Tinh Tỳ Kheo làm thị giả cho Đức Phật 20 năm. Chúng ta thấy nhé, trước khi tôn giả Anan xuất gia và làm thị giả Đức Phật thì Thiện Tinh Tỳ Kheo thị giả Đức Phật 20 năm. Nhưng vì không giữ đúng theo đường đạo nên kết cục gì? Bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Và bà lão ở phía đông thành ở Xá Vệ sinh đồng năm đồng tháng đồng ngày đồng giờ với Phật, nhưng vì vô duyên nên không muốn thấy, không muốn gặp Phật. Cho nên khi thấy được Phật nghe pháp y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều căn lành phúc đức nhân duyên lắm mới nghe, mới tin, mới hiểu và mới thọ trì đọc tụng tu tập được. Nay Đức Như Lai đã nhập diệt, các bậc thiện tri thức thay thế Phật ra đời để hoằng dương đạo pháp. Nếu thân cận nghe theo lời khuyên dạy tu hành, tất cũng được giải thoát vậy. Tổ nói là nay Đức Như Lai đã nhập diệt từ lâu, có các bậc thiện tri thức thay Phật để thị hiện hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh,
Nếu chúng ta gì? Nếu chúng ta thân cận để theo cái lời dạy, lời khuyến thiện, khuyến tu của các ngài mà tu tập, ắt cũng sẽ được giải thoát vậy. Những kẻ căn lành sơ bạc gặp thiện tri thức cũng khó. Ý nói là còn những người mà cái căn lành sơ bạc tức là thiếu thì gặp thiện tri thức cũng khó. Dù có duyên được thấy mặt nghe pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý hoặc chấp mình chấp hình thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo thì cũng đều là vô ích vậy. Theo kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, dùng đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới và kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta là, Đức Phật dạy chúng ta là muốn tìm thiện tri thức thì đừng câu nệ vào hình thức và hình tướng ở bên ngoài. Giống như kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử đi cầu đạo với 52, 53 vị thiện tri thức đó, cầu đạo với cả gì? Cả quỷ thần đó. Nhưng quỷ thần đó có quỷ thần bình thường không? Không. Đấy là pháp thân đại sĩ Bồ Tát hóa thân thành gì? Thành quỷ thần vậy. Cho nên là chúng ta đi cầu đạo, cái nhìn vào hình tướng ấy, thì chưa chắc đã là gì? Là chuẩn 100% đâu. Mà chúng ta phải nhìn vào sâu ở trong đó mới được. Lại đối với bậc thiện là tri thức, chớ nên tìm cầu sự lầm lỗi, bởi vì đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện hóa độ hoặc đạo lực chưa cao, song tập khí còn chưa dứt, nên mới có hành vi, nên mới có hành động như vậy. Đây là tổ dặn chúng ta, hậu học chúng ta là đối với các bậc thiện tri thức, chớ nên nhìn vào lỗi lầm của các vị ấy. Bởi, tổ dạy là bởi, có khi các vị gọi là mật hạnh để thử chúng ta. Các ngài ẩn cái thiện để gì? Để dương cái ác lên một tít, một chút để thử chúng ta xem. Đấy. Giống như ngày xưa chúng tôi mới xuất gia mà sư phụ, có khi mình đúng sư phụ vẫn chửi. Chửi cho te tua ra xem mình có phản ứng như thế nào. Mình có khởi tâm ác với thầy tổ không? Có bỏ thầy tổ để ra đi không? Có bỏ đạo không? Có vượt qua không? Đủ các thứ luôn. Mình đúng rành rành ra đây mà thầy vẫn cứ nói mình sai. Xem nét mặt mình ra sao, xem phản ứng mình thế nào. Các cụ ngày xưa, các thầy ngày xưa dạy tiểu phải nói là chỉ có những cái lứa tuổi như chúng tôi trở về trước có thể mới gặp được cái đó. Còn lớp trẻ trẻ bây giờ mà làm như thế thì chắc nó chạy mất dép. Kể cả các Phật tử chúng ta cũng thế. Bây giờ đến chùa, ví dụ có một chút công đức, có một chút công lao với Tam Bảo, với Phật Pháp, hộ trì cho thầy tổ, cho các sư một chút, mà các thầy chỉ cần nói trái ý một chút, có khi là giận dỗi, có khi là bỏ chùa, có khi là quay lại nói xấu chư tăng luôn, nói xấu thầy tổ mình luôn. Đấy, không chỉ người xuất gia đâu mà tại gia chúng ta cũng chẳng kém phần long trọng về cái việc đó vậy. Cho nên ở đây tổ mới đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Các bậc thiện tri thức thật sự, chúng ta gặp được là khó. Gặp được rồi thì cố gắng để mà thân cận, để mà học, để mà tu theo. Chỉ nhìn đấy thì những cái tốt, cái đẹp của các ngài thôi để mà học mà làm theo, còn những cái một vài những cái lỗi lầm nho nhỏ của các ngài thì ở đây tổ dạy là đừng có nhìn vào, vì có thể là các ngài vì mật hạnh của các ngài hoặc là gì, các ngài dùng phương tiện để hóa độ, chúng ta không biết được. Đấy, như ngày xưa ngài Hư Vân lão hòa thượng ấy, ngài khi có chúng sinh, có các Phật tử khổ đến gì, đến xin ngài ban phúc, mà đến đông quá, ai cũng đến xin ngài gì, ngài lấy tay ngài sờ đầu một cái thì hàng nghìn người, hàng mấy chục nghìn người thì ngài sờ làm sao được, và là gọi là xoa đầu thọ ký đó, các nhà thiền nó gọi là xoa đầu thọ ký. Ai cũng đòi ngài xoa đầu để thọ ký, để lấy chút
phúc của Ngài á, làm sao Ngài làm hết được. Cho nên một hôm này trong cái khóa tu á, Bồ Tát giới đông quá, Ngài mới lấy cái cốc nước và lấy cành ngâu, Ngài gì? Ngài vẩy hết cho tất cả mọi người. Trong đó có một vị thiền sư nói rằng con không ngờ là hòa thượng gì là một bậc cao tăng thạc đức lại dùng cái pháp gọi là mê hoặc lòng người như thế. Ngài Hư Vân hòa thượng Ngài mới cười và bảo là gì? Theo ông chỗ nào là mê hoặc, còn chỗ nào là không mê hoặc? Vì sư kia nói là gì? Hòa thượng là một vị huyền thiền sư, không dạy chính pháp cho tín đồ Phật tử, không dạy cho tín đồ Phật tử buông bỏ những cái tôi, cái ngã, cái chấp. Nay hòa thượng lại còn đi vẩy nước để ban phúc cho Phật tử, thế chẳng phải là làm trái với nhân quả, trái với đạo lý của nhà Phật hay sao? Muốn có phúc thì phải tu, nay hòa thượng lại lấy nước để ban phúc, để vẩy để ban phúc cho người tu như thế, thì có phải là hòa thượng làm trái với lời Phật lời tổ không? Thế hòa thượng Ngài Hư Vân mới cười bảo rằng: này tỷ khiêu, ông không thấy hôm nay ngoài trời nắng nóng đến 38-40 độ hay sao? Thế có nghĩa là gì? Hôm nay trời nắng nóng thì Ngài dùng cái gì? Dùng cái giọt nước cành ngâu đấy, Ngài vẩy cho mọi người. Ý không phải là trời nóng đâu, mà lại tâm của đại chúng hàng nghìn người. Họ đến họ quy thọ giới Bồ Tát, họ tu, nhưng mà họ chưa hiểu đạo hết. Thật sự họ còn gì? Họ còn chấp là phải được hòa thượng xoa đầu thọ ký cho, để họ về nhà họ mới tinh tiến tu hành. Cho nên Ngài chẳng ngại gì mà bảo múc một cốc nước, lấy cái cành ngâu đem vẩy gì, từ đầu đến cuối là ai cũng được gì? Tắm trong mưa pháp, tắm trong cam lồ tịnh thủy do Bồ Tát là Quán Thế Âm. Ngài chính là gì? Hóa thân của Bồ Tát Quán Âm mà. Cho nên Ngài gì? Ngài ban cho chúng sinh cái pháp an tâm vậy. Đấy, chúng ta phải hiểu, học phải hiểu. Không có cái gì chúng ta không phải, không thấy, không hay, không vừa ý, đúng với mong muốn chúng ta cho đó là tà đạo, vân vân, là tà pháp, là mê tín dị đoan, là nguy hiểm đấy các quý vị. Đấy gọi là mạn, đại mạn đấy. Rồi nói rằng nếu chấp nê hình thức, tìm cầu lỗi lầm, tất không được lợi ích trong trên đường đạo. Ý tổ nói là chớ có chấp mê vào hình thức, tìm cầu lỗi lầm của người khác mà lầm lạc trên con đường đạo. Vì mình chỉ nên nhìn lỗi mình thôi vậy, chớ đừng nhìn vào lỗi người. Đấy mới là một bậc chân tu thật học ở trong Phật Pháp chúng ta. Kể cả tăng ni và Phật tử chúng ta đều thế vậy các quý vị. Khi Phật còn tại thế, Ngài Ca Lưu Đà Di có thói quen miệng nhai qua nhai lại như trâu. Tỷ khiêu ni Liên Hoa Sắc tính ưa soi gương trang điểm. Một vị tỷ khiêu thích leo lên cây nhảy truyền, tức là thích nhảy từ cành cây này sang cành cây khác ấy. Rồi một vị tỷ khiêu khác nói với ai? Một vị tỷ khiêu khoác, một vị tỷ khiêu khác nói với ai? Ưa lên giọng xưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật bốn vị này đều chứng quả A-la-hán. Chúng ta thấy không? Bốn vị này là cái vị mà ngủ, ăn, ngồi bình thường cứ hay nhai tóm tém đó. Đó là ai? Chính là Ngài A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả. Vị tỷ khiêu xuất gia đầu tiên, vị ở trong ngôi Tăng Bảo Phật Giáo năm em Kiều Trần Như đó, thì Ngài chính là gì? Ngài A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả. Đấy. Rồi lần sau có thời gian thầy kể câu chuyện vì sao mà Ngài A Nhã Kiều Trần Như lại cứ gì? Cứ hay nhai trong lúc ngủ cũng nhai, mà lúc ngồi bình thường Ngài ngồi cũng nhai qua nhai lại như là trâu nhai cỏ như vậy. Đấy. Rồi bà Liên Hoa Sắc thì gì? Chứng thánh quả La Hán xuất ra rồi mà suốt ngày trang điểm xoay gương và gì? Đánh phấn. Hãy bôi son đánh phấn. Và Liên Hoa Sắc, một vị tỷ khiêu ni có sắc đẹp, gọi là đẹp nhất trong các hàng tỷ khiêu ni.
Đó. Ấy thế mà bà lại chứng quả A-la-hán rồi chứ không phải thường. Còn một vị tỷ khiêu gì chuyên thích hay trèo ở trên cây, nhảy từ cây này sang cây khác như là khỉ á, à sao vị này cũng chứng quả A-la-hán rồi. Rồi có vị tỷ khiêu là gì, thường hay gì hay nói với ai thì toàn xưng mi tao, tức là mày tao chí tớ đó, và nói thật là gì, oang oang, nói là thô lỗ như lớn, nhưng đấy không phải bình thường mà đấy là gì, A-la-hán. Đây là tổ dẫn kinh Phật để nói nhé, chứ không phải chúng tôi tự nói nhé các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta hết sức phải cẩn thận ở nơi khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình, chớ có khởi tâm ác, chớ có nhìn lỗi người mà nói những lời cay độc, những lời mắng nhiếc, những lời nguyền rủa, những lời làm cho đau lòng Đức Phật, đau lòng chư tăng, đau lòng tín đồ Phật tử của chúng ta vậy. Ở đây chúng ta thấy gì? Bởi kiếp trước một vị làm ở châu, làm châu tức là ngài A Nhã Kiều Trần Như đó, một vị làm ở kỹ nữ tức là Liên Hoa Sắc Tỷ Khiêu đó, một vị làm ở thân khỉ tức là vị A-la-hán thích leo cây đó, còn một vị là gì, làm dòng dõi quý tộc Bà-la-môn. Vì kiếp trước vị này quý tộc Bà-la-môn cho nên kiếp này xuất ra chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi thì vẫn thích gì, thích kiểu ăn to nói lớn, ăn trên ngồi chốc và coi người khác không ra cái gì cả, vân vân. Nhiều đời nhiều kiếp hoàn cảnh, trong hoàn cảnh đó đến nay tuy đắc quả A-la-hán xong những tập tính dư thừa hãy còn lại trong đời này. Cho nên chúng ta đấy liệu liệu để mà tu làm sao đó không có lại mắc vào cái tội gọi là hủy báng thánh nhân, hủy nhục thánh nhân thì chết thôi. Lại Đức Lục Tổ vì thấy người học Phật thời ấy không ưa chấp mà nói kinh văn, không nhận ngay Phật tính, nên mới thị hiện làm kẻ dốt, tức là không biết đọc không biết viết, ngài thị hiện thôi chứ ngài có dốt đâu. Dốt mà gì mà một vị tỷ khiêu đi đọc kinh Đại Niết Bàn, đọc đến đâu người giảng đến đó, trong khi đó người không biết đọc không biết viết, đọc đến đâu người giảng đến đó, giảng thấu tình đạt lý, giảng những người biết đọc biết viết, những người tinh thông tam tạng gọi là tam tạng pháp sư còn phải gì, giỏng tai lên mà nghe, còn quỳ lạy kính phục và quy mệnh dưới chân ngài. Đấy chúng ta thấy đây là nói câu chuyện về Lục Tổ. Còn Ngọc Lam Thiền Sư vì muốn tránh duyên để tu hành nên mới giả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ, tức là không chừng mực. Đấy, Ngọc Lam Quốc Sư vì có cô con gái của gì, của nhà hoàng thân Cốt Thích, nó yêu, nó chạy theo gì, nó cứ bắt cưới. Đấy, cho nên sau này ngài phải gì, ngài phải giả điên giả khùng để mà gì, để mà yên thân để tu đó các quý vị. Đấy. À không, xin lỗi, Ngọc Lam là anh của Ngọc Lâm chứ. Ngọc Lam là, xin lỗi, nhầm nhầm nhầm. Ngọc Lam là anh của Ngọc Lâm. À, ăn nói rất là hàm hồ, rất là gì, là sàm sỡ, nhưng mà là gì, là Thánh Tăng xuất thế đi bên cạnh Ngọc Lâm Quốc Sư. À, để giải cái ách nạn cho Ngọc Lâm Quốc Sư, tức là sư đệ đó các quý vị. Chúng ta xem cái bộ phim gọi là cái gì nhỉ, bộ phim đấy có cái nhan đề là Thoát Vòng Tục Lụy. À, bộ phim rất hay nhé. Ngày xưa thầy xem bộ phim này mà thầy khóc nhiều lắm, khóc rất là nhiều vì xem cái đạo hạnh của ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, oan khuất mà không giải bày, tinh tiến, sự tinh tiến tu tập của Ngọc Lam sư huynh mà giả như là điên khùng, hay lắm các quý vị. Bộ phim Thoát Vòng Tục Lụy hay lắm, các vị nên nghe, các Phật tử nên nghe. Rồi tới đây thầy đăng tải lên cái trang Phật sự Thủ Đô để các vị nghe. Tới đây ra mắt cái kênh Phật sự Thủ Đô của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
các thầy sẽ đăng tải cái bộ phim truyện Phật giáo như là Hư Vân Lão Hòa Thượng, như là Thoát Vòng Tục Lụy và một số những bộ phim nói về Phật giáo, về giáo dục Phật giáo rất là hay, để các Phật tử chúng ta có thể tu tập hay là làm lụng, có cái thời gian chúng ta giải trí một chút xíu, cũng rất là tốt đấy. Rồi Hư Vân Hòa Thượng vì muốn thấy người thời mạt Pháp phần nhiều thân xuất gia nên tuy đã ngộ đạo mà thường để râu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi ở nơi đầu tròn áo vuông. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng tuy xuất gia ngộ đạo hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi mà gì, ngài thường để râu tóc. Đấy, ý nói là gì? Đạo không phải là ở nơi gì, nơi đầu tròn áo vuông, mà đạo ở nơi trong trong tâm. Đấy. Vì nhiều người xuất gia lúc bấy giờ ở Trung Quốc là gì, chỉ chấp vào cái gì, cái đầu tròn áo vuông, tức là đấu là chấp là mình là tỳ khiêu ni, là hòa thượng thượng tọa, là đại đức, là tăng ni đó, nhưng mà thật không thật tu, cho nên tổ mới thị hiện như thế đấy để cảnh tỉnh cho hậu học của chúng ta. Nhưng đương thời các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Lục Tổ là ngu dốt, Ngọc Lam là điên khùng, Hư Vân Thượng Nhân là gì, là phạm quy luật thiền môn, vân vân. Cho nên tìm bậc thiện tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu để bớt sự cố chấp và tránh lỗi phỉ báng tăng ni. Nhớ nhá các Phật tử nhé. Còn các việc khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên khó và dễ là pháp đối đãi. Trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận biết được, hiểu được và quyết tâm thì các việc khó không phải không làm được, tức là các việc khó cũng có thể làm được. Như thuở xưa Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức một vị Phật ở quá khứ đó các quý vị, có hai vợ chồng ông Kế La Di nghèo đến nỗi mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa ở nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng lõa thể ở nhà y như vậy. Nhưng khi nghe thấy chư tăng đi khuyến hóa, bảo bố thí sẽ có phúc, tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ để cúng dường chư tăng. Đành cam chịu lõa thể ở trong đóng cửa ở trong nhà cho đến nào chờ nằm chờ chết ở trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho vị quốc vương nghe được, liền đem y phục tiền của để giúp đỡ cho vợ chồng Kế La Di, lại cho ăn học và lại còn sau này còn phong quan, phong tước, phong hầu cho nữa. Từ đó về sau, mỗi đời sinh ra hai vợ chồng đều có y phục tùy thân, tức là y phục mặc sẵn trên thân. Đấy, có những câu chuyện mà chúng ta thấy nó gọi là hy hữu, gọi là bất khả tư nghị như thế các quý vị. Về sau cũng đều chứng đạo quả, tức là hai vợ chồng Kế La Di đều chứng đạo quả rồi. Cho nên tuy nghèo khổ bố thí là khó, nhưng hiểu cái nhân nghèo này, nghèo nàn này do bởi không biết bố thí rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phúc, tất việc bố thí cũng có thể làm. Đây là lời tổ hướng dẫn cho hậu học chúng ta vậy. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh lên ngôi báu hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ vương vị theo Ngọc Lâm quốc sư để cạo đầu thế phát xuất gia.
là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu rồng gác phượng, ăn sơn hảo hải vị, phi tần có cả hàng trăm ngàn trang tuyệt sắc giai nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận rõ phúc bạc thế gian vô thường, như vọng như huyễn, cảnh chân như thường tịch mới thật vui. Thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tất có thể thực hành. Ngoài ra nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng không phải là không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở tại thế, có một bà lão rất nghèo khổ, ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi đến 80 tuổi vẫn còn ở mướn và vẫn còn vất vả. Ban ngày làm việc không ngơi nghỉ, đêm nào cũng phải giã gạo đến canh hai, gà gáy sáng đã thức dậy quây quần bên cối xay bột. Hoàn cảnh cực nhọc, không rảnh rỗi như thế, muốn tu hành quả thật là vạn sự nan, tức là vạn sự khó đó. Nhưng nhờ tôn giả Ca Chiên Diên khuyến hóa, tức là tôn giả Ca Chiên Diên là vị gọi là nghị luận đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật đó, khuyến hóa. Nên mỗi buổi sáng, tối, sau khi giã gạo xong, bà tắm rửa thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Đấy, bận vất vả như thế, làm lụng đến, làm kẻ ăn người ở đến 80 năm. Từ năm bà 13 tuổi mà cho đến đến năm 80 tuổi vẫn đi làm mướn ở đỡ như vậy. Nhưng mà gặp ngài Ca Chiên Diên khuyến tu thì ngài bà lão vẫn bỏ hai thời ra để tu vậy. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó mà sau khi chết, bà được sinh lên làm vị thiên tử ở trên cung trời Dạ Ma. Tức là cung trời gì? Cung trời đầu tiên là thấp nhất trong dục giới là cung trời Tứ Thiên Vương. Cung trời thứ hai là Đao Lợi Thiên. Cung trời thứ ba là Dạ Ma Thiên. Đấy, được sinh lên làm vị thiên tử, tức là con của vua. Cung trời Dạ Ma, quái trời thứ hai. Nghèo đói khổ cực đi làm mướn ở kiếp trước, gắng sức tu hành mà kiếp sau lên làm thiên tử, giàu sang phú quý vinh hiển, tuổi thọ là gì? 3.000 năm, một ngày một đêm bằng 300 năm ở thế gian. Chúng ta thử nghĩ xem. Đấy, công đức tu hành lớn lao như thế, chẳng lo tu cứ đi lo nhìn lỗi người khác, lo ăn chơi đàn đúm, buôn dưa lê bán dưa chuột, thì quả thật là uổng phí kiếp người về các quý vị ạ. Kính thưa quý vị, thân người khó được, pháp Phật khó nghe. Nay quý vị đã được thân người và có duyên xem đến quyển sách này, tức quyển Niệm Phật Thập Yếu này đó, tức là gặp được pháp môn thành Phật nhiệm màu, tức là được nghe cái bộ Niệm Phật Thập Yếu này ạ. Học bộ Phật Niệm Phật Thập Yếu này tức là đã được nghe, được học cái pháp môn thành Phật nhiệm màu rồi đấy. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn, xin quý vị nhận rõ duyên đời khổ mộng. Tức là như gì? Duyên đời là khổ, là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh đó. Đó, quyết chí tu hành chớ để quyết chí tu hành để hoa sen báu trên trời Tây được nở thêm những hàng thượng thiện. Ý ngài nói là gì? Cố gắng tu hành theo pháp môn này, tín nguyện hạnh, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh hiểu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây phương, để ở bên trời Tây, tức là ở bên cảnh giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà, quái Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, ở nơi ao báu là gì? Lại nở thêm hàng những đóa sen của hàng thượng thiện nhân vậy. Ngài viết vào mùa ngày Phật đản, viết xong vào ngày Phật đản Phật lịch 2515 Tỷ Khiêu Thích Thiền Tâm kính phụng. Đây chính là gì? Là lời
cuối cùng của bộ Phật, bộ luận niệm Phật thập yếu của tổ vậy. Và hôm nay bài giảng đến đây cũng xin tạm dừng. Kính chúc các quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, bình an, mạnh khỏe, tu tập tinh tiến, cùng hướng tâm để tri ân và báo ân những bậc tiền bối có công với đạo pháp, với dân tộc, với quốc gia, với đất nước, với sự nghiệp và phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đặc biệt cùng dâng nén tâm hương để tiễn đưa anh linh cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ an nghỉ, và luôn luôn dõi theo sự phát triển của đất nước để gia hộ cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta ngày một phát triển văn minh giàu đẹp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.